Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại gặp lại trong bản điểm tin tối thứ sáu hàng tuần ở trên kênh YouTube để chúng ta cùng nhìn nhận lại toàn bộ tình hình thị trường trong tuần vừa qua. Có một vài phân tích đánh giá xu thế thị trường trong tuần mới và cũng như chúng ta sẽ đi phân tích lại tất cả các cái danh mục, các cái mã cổ phiếu mà chúng ta đang theo dõi, chúng ta đang quan tâm. Thì trong tuần vừa qua thì do Hùng Lê có một tí công việc gia đình, tức là từ ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu thì Hùng Lê không thể tư vấn cho tất cả những anh chị em ở trong team trên nhóm Zalo thì hiện tại là từ ngày thứ tư đến hết tuần, tức là 3 ngày thì Hùng Lê không có mặt ở trên Zoom. Còn ở trên kênh YouTube cũng như vậy, tức là một số các anh chị có để lại comment ở trên dòng thời gian của bản tin video số 71. Thì Hùng Lê cũng rất xin lỗi là Hùng Lê từ ngày thứ tư trở đi thì Hùng Lê không có trả lời các anh chị được, bởi vì nhà Hùng Lê có một cái công việc gia đình. Thì trên Zoom thì Hùng Lê cũng đã thông báo cho tất cả những anh chị em ở trên Zoom, thì Hùng Lê cũng chân thành cảm ơn tất cả những anh chị em đã có những lời gửi lời động viên, chia sẻ và chia buồn cùng với bản thân cá nhân Hùng Lê cũng như gia đình Hùng Lê. Hùng Lê rất là cảm ơn tất cả những anh chị em. Và trong trong 3 ngày vừa qua thì Hùng Lê cũng không có nhiều thời gian để quan sát thị trường cũng như có những cái tư vấn định hướng ở trên thị trường cho các anh chị ở trên team. Thì cũng trong team Hùng Lê thì cũng có một số các anh chị là chúng ta có những cái nền tảng kiến thức tốt, thì các anh chị đã có những cái trao đổi với nhau ở trên Zoom trong lúc Hùng Lê vắng nhà, thì đấy cũng là một cái điều rất là tốt. Thì Hùng Lê xin cảm ơn tất cả những anh chị em. Trong cái bản tin video số 6 à 71, tức là Hùng phân tích nhận định xu thế thị trường tuần từ ngày 16 đến tuần từ đến 20 tháng 9, thì khi đó Hùng Lê có đánh giá nội tại thị trường thì nó có hội tụ khá là nhiều những cái yếu tố để giúp cho thị trường của chúng ta có thể tiệm cận lại mốc 1.000 điểm. Và trong cái bản tin đó, tức là bản tin đó là bản tin sau khi kết phiên ngày 13 tháng 9, thì đây cái chỗ cây nến xanh này chính là cây nến xanh kết ngày 13 tháng 9, tức là đó lúc đó VN Index của chúng ta đóng cửa khoảng tầm 986 điểm, khoảng tầm 986 điểm. Và trong tuần thì hiện ba phiên cuối tuần thì Hùng Lê không cập nhật được tình hình thị trường, nhưng mà như vậy là cái điểm cao nhất ở đây thì là VN Index lại chạm đúng vào cái điểm kháng cự mạnh của chúng ta, đấy là 9.998. Và như vậy là khi chạm đến 9.998 thì VN Index của chúng ta đã không, hiện tại thì phiên kết tuần thì lại lùi lại về mốc 990 điểm. 990 điểm, như vậy là một tuần nữa, tức là lần thứ ba trong ngắn hạn VN Index của chúng ta không vượt qua được 1.000 điểm, không vượt qua được 1.000 điểm. Và nếu mà tính xa hơn một tí thì như vậy là lần thứ tư, đây cũng là một lần, và thậm chí là lần này chúng ta cũng có thể tính một lần nữa, tức là đã 5 lần VN Index của chúng ta chạm vào vùng mây mù 985 điểm đến 1.000 điểm, và cái mốc 1.000 điểm vẫn là một cái mốc tâm lý khá là nặng nề. Và tí nữa thì Hùng sẽ đi phân tích lại xu thế tình hình thị trường và Hùng sẽ đưa ra kịch bản cho tất cả các anh chị em. Thì về cơ bản là VN Index của chúng ta đã chạm mốc 1.000 điểm, tức là chỉ cách khoảng 2 điểm nữa thôi. Và ở trong bản tin Hùng Lê phát đi vào tối ngày 15, tức là ngày giao dịch của tuần mới, tức là hôm đó là tối chủ nhật, thì Hùng cũng đã có những cái đánh giá khá là tích cực về thị trường. Và trong cái bản tin đó thì cũng có khuyến nghị tất cả những anh chị em của chúng ta là nếu như chúng ta quyết định giải ngân thì chúng ta phải quyết liệt ở trong cái phiên ngày thứ hai, trong cái bản tin trong trong cái phiên ngày thứ hai, để tránh rủi ro về T cộng của bất bất lợi về giá bất lợi về giá. Và ở trong team thì Hùng cũng có đồng quan điểm, tức là cái vùng 995 điểm đến vùng 1.000 điểm là một cái vùng kháng cự mạnh của thị trường và chúng ta cần phải quan sát kỹ hơn ở trong cái vùng này.
Tức là bản thân khi thứ hai trong trong team của Hùng Lê thì Hùng Lê đã khuyến nghị tất cả những anh chị em của chúng ta là mở mua từ khoảng thứ tư, tức là phiên thứ năm và phiên thứ sáu của tuần trước. Và sau đó thì tối chủ nhật thì Hùng Lê tiếp tục khuyến cáo các anh chị là chúng ta, nếu chúng ta quyết tâm giải ngân ở trong cái dịp này thì phiên ngày thứ hai chúng ta phải mua bằng mọi giá, và đã ngắm được những cái mã cổ phiếu nào thì chúng ta mua để chúng ta tránh bị rủi ro về T cộng và tránh bị thị trường của chúng ta có những cái biến động bất ngờ ở đó, chúng ta mua sau thì chúng ta sẽ bị rủi ro về T cộng. Thì đấy là những cái khuyến cáo của Hùng Lê. Và sau đó thì Hùng cũng đã có phân tích một vài các cái mã cổ phiếu, thì các cái mã cổ phiếu thì tí nữa chúng ta sẽ đi phân tích lại ở trên team. Thì như vậy là một cái vài cái chia sẻ mà trước khi Hùng sẽ đi phân tích lại toàn bộ thị trường trong tuần vừa qua. Thì hiện tại trên kênh của chúng ta là một cái điều cũng rất là vui, đó là hiện tại thì đã được khoảng 3.460 anh chị em đăng ký ở kênh để cập nhật các cái bản tin của Hùng Lê hàng tuần. Thì đấy là một cái tín hiệu rất là tốt, bởi vì là bản thân khi Hùng Lê có những bản tin và bản thân Hùng Lê nghiên cứu về thị trường thì Hùng đã cung cấp tất cả những cái góc nhìn tốt nhất, khách quan nhất của Hùng Lê đến với cộng đồng nhà đầu tư. Và một cái điều mà động viên khích lệ đó là Hùng Lê đã nhận được rất nhiều những cái lời động viên của các anh chị cảm ơn, cũng như quan tâm đến cổ phiếu và chia sẻ những cái bản tin của Hùng Lê để tất cả những cái giá trị mà Hùng Lê có được đến với được nhiều hơn với cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta, để chúng ta cùng chung sức để xây dựng một cái cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta ngày càng lớn mạnh hơn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi phân tích mã cổ phiếu Vinhome, VHM. Vinhome thì trong một cái nhịp đánh ngắn hạn ở đây thì Hùng có phân tích đề cập đến việc là Vinhome có thể test chỉnh về đâu đó khoảng vùng 85, và cái nhịp hồi này thì Vinhome sẽ chạm lại vùng 90. Thì trong tuần thì Vinhome đã chạm về vùng 90. Một số các anh chị có hỏi Hùng là bây giờ Vinhome thì chúng ta có chốt hay không? Thì hiện tại là trong phiên cuối tuần một cái lực cầu ra khá là mạnh và dòng tiền thì đang có một cái xu thế bị cắm xuống. Như vậy thì là cái lực hồi của Vinhome trong cái nhịp phân tích này thì đã hoàn thành, tức là chúng ta đã phân tích về nhịp 90. Và với một cái xu thế hiện tại của Vinhome thì Hùng đang nhìn thấy đường MACD đang cắm xuống. Chính vì vậy nên là khả năng kịch bản cao thì Vinhome sẽ chỉnh lại, theo kênh. Và nếu mà đẹp nhất thì Vinhome sẽ đâu đó sẽ chỉnh về khoảng tầm vùng 87.5. Để có được một cái kịch bản là VN Index của chúng ta có cơ hội đánh thủng mốc 1.000 điểm thì Vinhome là một trong những mã cổ phiếu sẽ đóng một cái vai trò hết sức là quan trọng và sẽ chỉnh về đây, và sau đó thì tích lũy lại và đi lên. Và như thế thì nó cũng cùng một cái tọa độ là VN Index của chúng ta sẽ tích lũy quanh khoảng mốc 990 điểm để có một cái cơ hội là đánh bật mốc 1.000 điểm hay không. Thì tí nữa Hùng sẽ có những cái phân tích và đánh giá cụ thể và chi tiết hơn. Thì kịch bản của Vinhome là như vậy, khả năng Vinhome sẽ chỉnh về vùng 87.5, và tại vùng 87.5 thì chúng ta sẽ quan sát các cái động thái của Vinhome. Và nếu như vùng 87.5 mà Vinhome mà đánh, tức là Vinhome mà trụ được ở vùng này thì cái kịch bản cao là Vinhome sẽ đánh chạm được vùng 95. Đó. Tuy nhiên để lên được vùng 95 thì chúng ta cần phải quan sát ở vùng 87.5, đó là một cái vùng điểm hỗ trợ của Vinhome rất là quan trọng. VIX, ngày hôm nay thì VIX có một tín hiệu rất là xấu khi VIX bị bán khoảng tầm 1,8 triệu cổ phiếu khớp lệnh ở trên sàn. Và Vinhome và VIX cũng gần như là bị một cái điểm rơi rất là mạnh, điểm rơi gãy kênh. Thì với một cái tín hiệu xấu như thế này thì khả năng là VIX sẽ rơi thủ lại cái vùng ở đây, tức là cái vùng hỗ trợ ở đây là vùng khoảng vùng 115 đến khoảng vùng 118. Vùng 115 đến vùng 118 thì khả năng là Vinhome sẽ VIX sẽ rơi lại vùng này, và tại vùng này thì sẽ tích lũy trở lại. Thường thì chúng ta sẽ để ý là sau một cái cây nến giảm điểm mạnh như thế này thì phiên thứ hai sẽ là cái phiên mà sẽ xác nhận cái xu thế của VIX, tức là nếu VIX không bị gãy cái điểm sâu nhất ở đây, tức là nếu phiên thứ hai có một phiên hút lại dòng tiền và đẩy giá của cổ phiếu qua vùng 119 thì như vậy là cái cơ hội VIX không rơi mạnh sẽ còn sẽ xảy ra. Nhưng ngược lại, nếu như trong phiên thứ hai mà VIX mà rơi tiếp một cây nến đỏ nữa và
lại rơi về trong cái vùng 115 đến vùng 118 thì như thế là một cái tín hiệu khá là xấu của VIX. Thì ngày hôm nay là một cái phiên đột biến của VIX, chính vì vậy nên là chúng ta sẽ cần một cái phiên thứ hai, tức là phiên thứ hai để chúng ta xác nhận lại việc đó. Đây, các anh chị nhìn thấy lại đây, đây cũng là một cái phiên rơi rất mạnh của VIX, đúng không ạ? Đó, và liền sau đó thì có một cây nến đã lấy lại 1/2 cái thân nến đỏ của VIX ở đây. Thì đấy là một cái cách mà chúng ta nhìn nhận. Còn một phiên mà VIX rơi như thế này thì chúng ta cũng chưa nói lên một cái điều gì đối với mã cổ phiếu VIX cả. VRE. Đối với VRE thì Hùng cũng đã có liên tục phân tích cho các anh chị, và Hùng có đề cập đến cái vùng giá 34 là cái vùng mà cổ phiếu này sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật để giúp cho chúng ta định lượng và định hướng được cái đường đi tiếp theo của VRE. Hiện tại VRE đang có những phiên đi ngang, và những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của VRE như thế này thì nó khá là xấu khi mà một số các tín hiệu kỹ thuật, và đặc biệt là một cái đường MACD thì đang xấu, và cái tín hiệu cổ phiếu đi ngang, dòng tiền thì cũng đang có xu thế bị yếu dần đi, thì như vậy là một cái tín hiệu không thực sự là tích cực. Và đặc biệt là khi cổ phiếu đi ngang thì các anh chị có một cái câu nói rất là hay mà các anh chị phải lưu ý, đó là sau một cái bình nguyên, tức là sau một cái nền tích lũy đi ngang dài thì có thể là thiên đường hoặc là vực thẳm, thì chúng ta cần phải quan sát kỹ hơn và quan sát ở vùng 34. Những anh chị em vẫn một cái khuyến nghị, những anh chị em nào đang cầm nắm mã cổ phiếu VRE thì chúng ta quan sát vùng 34. Nếu tại vùng 34 VRE bị gãy một phiên mạnh với vốn đạt khoảng từ 3 đến 4 triệu cổ phiếu thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải bán VRE, bởi vì trong như vậy là trong cái tín hiệu ngắn hạn của VRE khá là xấu. Vinamilk thì một trong những cái trụ, chúng ta cũng có thể thấy rằng trong cái nhịp đánh này thì Vinamilk không thực sự khỏe, và Vinamilk liên tục có một cái nền đi ngang lình xình ở đây là quanh nền 122, và có một cái nền hỗ trợ dưới này thì nó cũng ngắn là quanh vùng 119 đến vùng 121. Hiện tại thì với tín hiệu của Vinamilk không thực sự đẹp, khi mà phiên cuối tuần thì Vinamilk cũng đã bị bán một cái lượng khá là mạnh, và giá thì không vượt thoát được kênh và tiếp tục một cái trạng thái lình xình đi ngang. Thì với bản thân Vinamilk thì chúng ta cũng chưa tham gia nhịp này, bởi vì nó khá là lình xình, và một cái mức độ lình xình như này thì chúng ta cũng chưa thể rõ được. Và cái kịch bản của Vinamilk thì cũng đánh giá rằng khả năng Vinamilk, nếu chúng ta view một cái view dài hơn thì Vinamilk sẽ cần thời gian để tích lũy lại ở quanh nền 119 đến nền 121, tức là trung bình là quanh nền 120, cần thời gian. Và khi nào có những cái tín hiệu kỹ thuật đảo chiều thì Hùng Lê sẽ có những cái khuyến nghị và phân tích cho các anh chị em của chúng ta. SAB. SAB thì Hùng Lê đã có phân tích cho tất cả những anh chị em của chúng ta ở quanh một cái nền hỗ trợ ở đây là khoảng nền 270. Nền 270 thì sau khi mà SAB rơi thủng cái nền hỗ trợ 270 này thì SAB lại đang có những phiên lình xình test lại đây, và những cái tín hiệu ngắn hạn thì đang cho thấy là SAB lại có nhịp hồi, thì khả năng trong điểm ngắn hạn như thế này thì SAB lại hồi lại về vùng 280, tức là một cái nhịp ngắn của SAB. Còn điểm đầu tư của điểm khuyến nghị mua của SAB thì cũng không khuyến nghị, bởi vì SAB thì là một cái mã cổ phiếu nó mang cái tính chất giữ nhịp thị trường. Thì hiện tại như vậy là cái lực hồi của SAB như thế này thì nó cũng sẽ là khá là tốt, và nó sẽ là cái vùng đệm để khi mà những cái trụ như VIX bị suy yếu thì SAB sẽ là một trong những cái trụ mà giữ cái tính ổn định thị trường rất là tốt. VDC thì các anh chị chúng ta cũng có thể xem những kịch bản trước đây của Hùng Lê đã phân tích mã cổ phiếu VDC liên tục phân tích. Sau một cái nhịp chỉnh chạm vùng hỗ trợ ở đây là khoảng vùng 130 thì Hùng tiếp tục bẻ kịch bản của VDC là VDC sẽ đánh tiệm cận về khoảng vùng giá 145. Thì trong tuần thì VDC đã đánh chạm vùng 140, tức là cách khoảng target phân tích của chúng ta khoảng tầm độ 5.000 nữa. Thì trong phiên cuối tuần thì VDC đã có một cái lực bán khá mạnh, tức là khoảng 3,7 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, và giá thì không thực sự là giảm sâu. Các anh chị lưu ý giá không thực sự giảm sâu.
thì một cái kịch bản ngắn nhất, một cái kịch bản mà xấu, tệ, gọi là một cái kịch bản tệ có thể xảy ra thì VDC sẽ test lại, tức là sẽ test lại ở vùng 135 ở đây. Đấy là kịch bản xấu nhất. Nhưng mà theo Hùng Lê thì khả năng là sẽ không test sâu đến vùng 135, và sau đó thì lại tiếp tục bẻ đầu để đi lên. Tức là cái target của chúng ta thì chúng ta vẫn đề ra với mã cổ phiếu này là sẽ chạm vùng 145, sẽ chạm vùng 145. Và sau một phiên đẩy dài bán mạnh như thế này thì chúng ta cũng cần phải quan sát thêm phiên thứ hai. Ở phiên thứ hai thì sau đó thì Hùng sẽ cập nhật ở trên Zoom. Ở phiên thứ hai thì chúng ta sẽ có những cái tiên lượng, sẽ có những cái định lượng để định lượng tiếp là liệu VDC đã thực sự là hết sóng hay chưa, thì cần phiên thứ hai. Và nếu như phiên thứ hai một cái kịch bản nó hoàn toàn tương tự với mã cổ phiếu VIX, đó là vùng 138, vùng 138 của phiên thứ hai không bị khoan thủng, thì đây là một cái tín hiệu kỹ thuật khá là tốt của cổ phiếu này. Và như vậy thì cái dư địa mà cơ hội để chúng ta tăng tiếp để về vùng target 145 là còn. Ok. Và VDC cũng là một cái mã cổ phiếu mà Hùng đã liên tục khuyến nghị các anh chị của chúng ta tham gia đầu tư từ những cái nhịp từ rất là sớm. BVH ngày hôm nay thì BVH cũng hoàn toàn tương tự như vậy, là BVH cũng đã có một lực đẩy khá là mạnh, bán khá là mạnh ở đây. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là BVH lại đi vào cái vùng hỗ trợ, tức là vùng 71.5 đến vùng 75. Thì về cơ bản là cổ phiếu khi đã bị rơi về cái nền hỗ trợ thì chúng ta sẽ không biết được là cổ phiếu sẽ đi ngang một tuần, hai tuần hay một tháng. Thì bây giờ ở một cái mức độ là chúng ta sẽ dừng lại ở quan sát ở BVH. Và một cái kịch bản nếu xấu hơn của BVH là BVH thủng vùng hỗ trợ. Thủng vùng hỗ trợ thì như vậy là BVH sẽ bị rơi rất là mạnh ở sau đó. BVH sẽ bị rơi rất là mạnh sau đó, nên các anh chị lưu tâm giúp Hùng lê cái vùng 71.5, thậm chí là có thể rơi về vùng 70. Đấy là những cái điểm hỗ trợ cuối cùng, đấy là những cái điểm hỗ trợ cuối cùng của BVH, và chúng ta lưu ý những cái mốc này. Và những anh chị nào mà chúng ta đang cầm nắm giữ mã cổ phiếu BVH thì chúng ta cũng phải lưu tâm, bởi vì là khi mà những cái mốc hỗ trợ trong ngắn hạn bị phá vỡ thì cổ phiếu nó sẽ rơi rất mạnh sau đó, thì chúng ta hết sức là lưu tâm. Mansan thì trong một cái nhịp đánh gần đây thì cũng có đề cập đến việc là Mansan khả năng là nhịp này sẽ đánh chạm lại về vùng 80. Đánh chạm về vùng 80 thì hiện tại là Mansan cũng đã hoàn thành cái target về vùng 80 rồi, về vùng 80 rồi. Thì sau khi về vùng 80 thì hiện tại Mansan đang có hai phiên lình xình ở quanh đây, và phiên kết tuần thì cái tín hiệu của Mansan khá là tốt khi mà lực cầu vào cổ phiếu này khá là ổn định, và vùng giá thì vẫn neo được ở vùng giá 80, như vậy là rất là tích cực. Và chúng ta Hùng sẽ ở đây là vùng 78, thì một cái kịch bản có thể xảy ra với Mansan là Mansan có thể test chỉnh lại về vùng 70, về vùng 78. Mansan có thể có những cái điểm chỉnh nhún về vùng 78, và với một cái điểm đánh như thế này thì Hùng kỳ vọng trong nhịp này Mansan sẽ đánh chạm về khoảng vùng giá 84 đến vùng 85, tức là chạm lại cái vùng này, khoảng đây là khoảng vùng bao nhiêu, đúng rồi, 84, sẽ chạm lại về vùng 84 đến vùng 85. Tuy nhiên các anh chị lưu ý giúp Hùng, đấy là cái vùng giá 78 này là một cái vùng đệm rất là quan trọng, thì khả năng là Mansan sẽ có một hai phiên có khả năng là phiên thứ hai và phiên thứ ba tuần tới sẽ có những cái điểm nhún về quanh đây. Những cái điểm mua của Mansan thì Hùng cũng thực sự là trong giai đoạn này thì những cái điểm đánh ngắn này thì tùy các anh chị khẩu vị, thì khả năng là thị trường nó cũng chưa thực sự là ổn định, nên là chúng ta cũng tranh thủ chúng ta đánh ngắn, tức là đánh T cộng, tức là khi cổ phiếu chạm những cái vùng hỗ trợ, ví dụ vùng 78 chẳng hạn, thì chúng ta sẽ mua và chúng ta sẽ ra hàng sau đó khi mà cổ phiếu về đến tài khoản của chúng ta và có những mức lời tạm, thì cơ bản là giai đoạn này thì chúng ta cũng không thể đánh dài được, trừ một số cái mã cổ phiếu Hùng Lê đã khuyến nghị. Đối với GAT đó, các anh chị cũng có thể thấy là GAT khi chạm lại về vùng giá 107, vùng kháng cự mạnh, thì GAT lại bắt đầu rơi lại về vùng 100, kết tuần một vùng 103. Thì về cơ bản đối với GAT, Hùng vẫn có một cái nhịp phân tích dài với các anh chị, đó là chúng ta sẽ kỳ vọng GAT sẽ tích lũy lại ở quanh nền giá khoảng 95 đến nền 96, tích lũy lại ở nền này, và sau đó thì chúng ta sẽ có
được những cái xu thế và những cái tín hiệu tiếp theo của GAT. Còn trên trên biểu đồ nến tuần thì GAT đã có một tuần bán khá là mạnh, và phiên bán mạnh thì chủ yếu là tập trung vào gần như là bán giải. Thì trong ngắn hạn thì khả năng là GAT lại chạm về vùng hỗ trợ này thôi, sẽ chạm về vùng hỗ trợ 100, và tại đây thì cổ phiếu GAT sẽ có những cái điểm lình trình ở quanh đây. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu PVD. Đối với PVD thì trong những cái nhịp đánh gần đây thì nó cũng đánh khá là èo uột, tức là những cái nhịp đánh hồi lên hồi xuống như thế này thì nó cũng thực sự là nó cũng không mang lại nhiều cái lợi nhuận cho nhà đầu tư, và như vậy là chúng ta cũng mất khá là nhiều thời gian. Tín hiệu hiện tại của PVD thì khả năng là PVD vẫn đang có những phiên lình trình thôi, lình trình ở quanh vùng 18. Khả năng thì vẫn đi ngang ở quanh vùng 18, và cái vùng kháng cự mạnh của cổ phiếu này thì ở vùng 19 đến vùng 19.5. Thì trên cơ bản là xu thế hiện tại của cổ phiếu đang đi ngang này, chúng ta cũng không có tham gia đầu tư. Hoàn toàn tương tự như PVD thì PVS cũng hoàn toàn như vậy. PVS thì sau khi mà PVS rơi khỏi cái nền ở đây là khoảng nền 20.5 đến khoảng nền 21, PVS đã có những phiên rơi rất sâu dưới này, và sau đó thì có những phiên hồi lên, và những cái phiên hồi lên này thì hiện tại là Hùng đánh giá cũng không thực sự là tích cực, khi mà dòng tiền thì vẫn duy trì ở một cái mức khá là thấp, và cái xu thế chủ đạo của PVS thì vẫn là cái xu thế bây giờ hiện tại là PVS đã bị phá cái xu thế hồi lên, xu thế đi lên, tức là bên kia của một con sóng. Thì bên kia của một con sóng thì thường thường là sẽ có những cái nhịp đảo lên và sau đó thì nó lại quay lại, và hiện tại thì chúng ta đang có thể nhìn thấy là cái đáy của cổ phiếu, đúng không ạ? Đỉnh của cổ phiếu thì đỉnh sau đang dần như là đang thấp dần. Đó thì là một cái xu thế downtrend của PVS, thì chúng ta cũng không tham gia PVS ở nhịp này. PLX thì Hùng đang có những cái góc nhìn nó khả dĩ hơn đối với PLX, đó là hiện tại thì chúng ta cũng quan sát thấy là PLX sau một cái nhịp đánh với dòng tiền khá là tốt ở đây, thì sau đó thì PLX đã có những nhịp gần như cạn thanh khoản ở đây, và hiện tại thì Hùng đang có quan sát PLX ở quanh vùng 60 đến vùng 61.5. Nếu như cổ phiếu này khả năng cái xu thế hiện tại thì khả năng là cổ phiếu PLX vẫn tiếp tục lình xình đi ngang ở quanh cái vùng tích lũy ở đây thôi, vùng 60 đến vùng 61.5, và hiện tại thì cũng chưa có những cái tín hiệu thực sự là tích cực, khi mà dòng tiền chưa thực sự quay trở lại thì cái xu thế hiện tại của cổ phiếu vẫn là một cái xu thế lình xình đi ngang. Chúng ta tạm thời thì chúng ta cũng quan sát, còn nếu mà những anh chị nào mà chúng ta mua ở một cái dài hơi hơn đó thì chúng ta sẽ mua ở những cái vùng nền thấp và tích lũy ở cái vùng nền 60 đến vùng khoảng 61.5. Chúng ta cùng đi phân tích mã cổ phiếu ngân hàng Vietcombank. Ở Vietcombank thì khá là tốt khi mà Vietcombank đã có trong tuần trước của Vietcombank đã có những cái tuần để kéo lên lại vùng giá 80. Để ủng hộ cho xu thế của thị trường cũng như test cũng như là cái nhóm ngành ngân hàng thì là trong phiên ngày hôm nay là phiên mà Vietcombank đã có những cái giao dịch khá là mạnh. Tuy nhiên cái giá của Vietcombank thì chúng ta cũng thấy rằng là Vietcombank vẫn neo giữ được ở quanh vùng giá 80, như vậy là nó rất là tốt. Và có thể trong một kịch bản ngắn thì Hùng vẫn đề cập đến Vietcombank có thể chạm lại về vùng 85. Trong một cái xu thế tổng thể là VN Index của chúng ta sẽ kéo vượt mốc 1.000 điểm. Vậy thì Vietcombank khả năng là sẽ lình trình quanh vùng giá 80. Và sau cái phiên tái cơ cấu mạnh như thế này thì chúng ta cũng cần tiếp một cái phiên của ngày thứ 2 để chúng ta có những cái phân tích đánh giá định lượng chính xác hơn về mặt bằng của cổ phiếu. Ok, đối với lại Vietcombank là như vậy. Chúng ta cùng phân tích tiếp các cái mã cổ phiếu về ngành ngân hàng BID và công thương.
BID thì những anh chị nào mà theo dõi những bản tin của Hùng Lê hàng tuần thì Hùng Lê cũng đã có những phân tích đánh giá từ những cái vùng rất là thấp ở dưới này. Và trong một cái nhịp này thì cũng có đề cập đến việc là việc có BID sẽ là một trong những cái mã cổ phiếu lead dòng và sẽ đánh target thứ nhất là sẽ chạm về vùng 40. Và trong tuần thì Hùng Lê cũng có khuyến nghị các anh chị là chúng ta nếu như những anh chị nào mà chúng ta đang có BID thì chúng ta sẽ có thể mua gia tăng tỷ trọng ở trong phiên thứ hai để chúng ta đảo hàng. Đảo hàng tức là có nghĩa là chúng ta có thể mua ở những cái vùng này để chúng ta đảo những hàng cũ, lướt lát những hàng cũ để chúng ta trending. Thì về cơ bản là trong phiên kết tuần thì BID đã có một cái lực đánh giảm cũng tương đối là mạnh, tức là BID đã chạm được đến đây là khoảng vùng 42, thì như vậy là lại lùi lại về vùng 40. Thì sau phiên về cơ bản là cái tuần vừa rồi chúng ta cái dữ liệu một phiên thứ sáu là chúng ta không sử dụng để phân tích được. Đó thì chúng ta sẽ cái vùng 40 này thì bây giờ trước đây là cái vùng khá cự mạnh thì bây giờ nó lại trở thành cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu. Và vùng 40 này nó sẽ có những cái tác động, sẽ có những cái quyết định cho xu thế của cổ phiếu là sau có về được cái vùng target ở đây là hình như Hùng đã bẻ kịch bản của BID là có thể chạm về vùng 42.5 đến khoảng vùng 43, tức là sau khi hoàn thành cái vùng 40 ở đây thì Hùng đã bẻ kịch bản của BID lên vùng 42.5. Thì trong một cái kịch bản ngắn hạn thì có thể là phiên thứ hai thì BID sẽ test lại ở đây này, BID sẽ test lại ở đâu đó, các anh chị lưu ý cho Hùng ở trong một cái quãng này, tức là khoảng vùng 39 đến vùng 40. Khả năng là BID sẽ có những cái điểm đánh ở quanh cái vùng này và chúng ta sẽ quan sát BID ở trong cái vùng 39 đến vùng 40 để chúng ta có những cái định lượng tiếp theo, chúng ta có những cái định lượng tiếp theo. Còn phiên ngày thứ sáu thì chúng ta sẽ khó để sử dụng để phân tích. Kịch bản thì Hùng vẫn đang giữ nguyên đối với BID là một trong những cái mã cổ phiếu lead dòng ngân hàng ở trong cái nhịp này. Và nếu chúng ta xem ở trên biểu đồ nến tuần thì chúng ta thấy rằng là một tuần nó tạo thành một cái cây nến gọi là cây nến doji và nó cân 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 giữa, tức là thể hiện một cái lực cung cầu khá là cân bằng tại vùng giá 40, thì chúng ta sẽ cần thêm những cái tín hiệu tiếp theo để chúng ta xác nhận xu thế của cổ phiếu. Công thương thì trong cái nhịp đánh này thì cũng khá là tốt khi mà dòng tiền của công thương đang tập trung vào cái mã cổ phiếu này cũng khá là ok. Trong trong bản tin thứ sáu tuần trước thì cũng đã có đề cập đến cái việc là có khả năng là quanh cái vùng hỗ trợ mà của công thương ở đây thì là vùng 20, và sau đó thì đã đánh lên chạm vùng bao nhiêu đó, vùng 21, và sau đó thì cũng có đề cập đến là khả năng thì công thương sẽ có sau một cái phiên tăng mạnh, đúng không ạ? Sau một phiên tăng mạnh thì có thể là sẽ test chỉnh lại vùng 20.4 đến vùng 20.5. Và sau đó thì những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo sẽ xác nhận cái xu thế đi của cổ phiếu công thương. Thì về cơ bản là công thương có 3 phiên test khá là đẹp, và phiên thứ năm thì đã có một phiên đẩy hút lên. Phiên thứ sáu thì trả lại một tí với lượng vốn đạt khoảng tầm 1,8 triệu thì nó cũng khá là ổn. Những anh chị nào mà đang cầm nắm giữ công thương thì có thể nhịp này công thương có thể là đánh chạm về vùng 22. Trước mắt là sẽ chạm về vùng 22 đã, còn xa hơn thì cũng chưa chưa có đề cập, bởi vì xa hơn thì chúng ta cần phải có những cái tín hiệu kỹ thuật cơ. Đó. Thì trước mắt thì công thương sẽ hồi về vùng 22 để ủng hộ cho cái xu thế của thị trường, về cơ bản là như vậy. Chúng ta phân tích mã cổ phiếu ACB và STB. ACB thì trong phiên hôm nay có một cây nến khá là dị, tức là đã có những lúc kéo lên trần và xong đó thì lại đóng cửa một cái mức gọi là về với giá trị thực của cổ phiếu, tức là hiện tại thì ACB đang có một cái nền tích lũy đi ngang ở quanh vùng 22. Quanh vùng 22 ở đây thì hoặc là nếu mà chúng ta đẩy lên thì là 22.5, tức là một cái vùng tích lũy của ACB hiện tại đang đi ngang như này. Tức là chúng ta chưa có những cái tín hiệu dòng tiền để xác nhận lại cái xu thế của cổ phiếu ACB. Nhưng về cơ bản thì trong tuần vừa rồi là một cái tuần mà có những tín hiệu tốt lên của cổ phiếu này. Tuy nhiên một tuần thì chúng ta chưa thể nói lên được một cái điều gì cả, chúng ta sẽ cần phải quan sát thêm tuần
tuần tới, ví dụ tuần tới mà ACB lấy lại được vùng khoảng vùng kháng cự ngắn của ACB ở đây, đó là vùng bao nhiêu ạ? Vùng bao nhiêu đây? Kháng cự ngắn ở đây là vùng 24.5. Ví dụ như vậy, nếu mà ACB lấy lại được vùng 24.5 thì chúng ta sẽ có thêm những cái câu chuyện để chúng ta phân tích mã cổ phiếu ACB. Còn hiện tại thì là cái xu thế hiện tại thì vẫn là đang một cái xu thế đi ngang. STB thì khả năng là vẫn chưa có những cái gì gọi là đột biến. Nền đi ngang quanh nền 10 đến 10.5, như vậy là chúng ta cũng chưa có những cái tín hiệu gì chúng ta phân tích. Chúng ta cùng đi phân tích mã cổ phiếu MBB. Đối với MBB thì trong phiên ngày hôm nay hơi tiếc một tí, MBB không đóng cửa được ở một cái mức giá cao nhất của MBB. Nếu mà ngày hôm nay mà đóng cửa được mức giá cao nhất của MBB đạt được ở trong phiên, đó là khoảng vùng 22.25 đến vùng đẹp nhất khoảng vùng 22.3. Thì MBB các anh chị lưu ý một tí, tức là MBB vừa mới chia xong nên là các anh chị lưu ý là trong bản tin phân tích tuần trước thì cũng có đề cập đến nền 23 ví dụ như vậy, nhưng bây giờ nó đã chia sau chia thì nó tụt xuống đâu đó, cái nền tích lũy của nó là khoảng nền 19 đến khoảng nền 19.3 đến khoảng nền 20, tức là sau khi chia thì các anh chị có thể chia cho cổ tức là 8%, thì các anh chị có thể chia những cái mức giá đó. Thì về cơ bản là MBB bây giờ nó đang còn một cái vùng kháng cự ở đây là cái vùng 22. Cái vùng 22 này nó sẽ quyết định cái xu thế đi tiếp theo của MBB, tức là nó sẽ đi như thế nào. Thì về cơ bản là chúng ta cũng có thể thấy rằng là MBB đang có một cái kênh xu thế khá là đẹp, tức là một cái xu thế uptrend của MBB. Và nếu như chúng ta nhìn ở trên biểu đồ nến tuần, thì chúng ta cũng thấy rằng là trong cái giai đoạn hiện tại thì những cái dòng tiền tốt của MBB đang được đẩy vào. Và MBB là một trong những mã cổ phiếu mà Hùng Lê khuyến nghị các anh chị là chúng ta nên đầu tư ở trong cái giai đoạn hiện tại, bởi vì Hùng đang nhìn thấy có những cái tín hiệu về dòng tiền khá là tốt của MBB. Thì những cái điểm mua, những cái điểm khuyến nghị thì Hùng Lê đã khuyến nghị rồi, đúng không ạ? Các anh chị có thể xem lại ở trên dòng thời gian cũng như là trong các cái bản tin trên kênh YouTube cũng như trên team. Trong team thì Hùng Lê cũng đã khuyến nghị các anh chị chúng ta trong cái nhóm ngành ngân hàng thì có 3 cái mã cổ phiếu, đó là MBB, đó là Techcombank và BIDV. Cùng sẽ phân tích luôn mã cổ phiếu Techcombank, TCB. TCB là một mã cổ phiếu mà Hùng đã khuyến nghị các anh chị mua, đúng không ạ? Các anh chị cứ xem lại bản tin Hùng Lê đi, bởi vì Hùng đánh giá rằng mã cổ phiếu Techcombank hiện tại đang rất là đẹp. Trong cái bản tin phát đi của bản tin video số 71 thì Hùng đã có phân tích ở đây và vẫn còn nguyên, tức là Hùng có phân tích đến việc là Techcombank có thể chỉnh lại về, tức là test lại vùng 22.2. Nhưng mà thực sự là trong tuần thì Techcombank rất là mạnh, các anh chị có để ý thấy không ạ? Bởi vì rất mạnh đến mức là cổ phiếu này không test về đến vùng 22.2 mà chỉ test nhẹ ở quanh ở đây. Các anh chị có thể nhìn thấy đây là test nhẹ về đâu ạ? Test nhẹ về vùng 22.4 rất là đẹp, và sau đó thì phiên thứ 5 và phiên thứ 6 đã hút tiền về vùng giá 23. Vậy thì một cái kịch bản hiện tại cho Techcombank như thế nào thì các anh chị mua sau thì các anh chị sẽ bị chậm T và bất lợi về giá. Còn mục tiêu của Techcombank ở trong giai đoạn hiện tại thì Hùng đánh giá rằng khả năng Techcombank sẽ đánh về chạm lại vùng 25. Và vùng 25 sẽ trở thành một cái vùng kháng cự ngắn của Techcombank ở trong nhịp này. Và những anh chị nào mà đã mua Techcombank theo những cái khuyến nghị của Hùng Lê thì chúng ta sẽ yên tâm, chúng ta tiếp tục chúng ta nắm giữ. Techcombank sẽ có một cái nhịp đánh khoảng từ vùng 20 chạm vùng 25, thì đấy là một cái nhịp target đầu tiên Hùng Lê phân tích đối với mã cổ phiếu Techcombank. Tuy nhiên đến cái vùng 24, các anh chị lưu ý giúp Hùng là có khả năng đến vùng 24 thì cổ phiếu sẽ rung lắc. Và chúng ta sẽ quan sát kỹ hơn ở vùng 24 một tí. Nó sẽ có những cái rung lắc ở đây, và rung lắc để đi tiếp hay là rung lắc để hết nhịp thì chúng ta sẽ cần phải quan sát thêm. Đó, đấy là những cái vùng kháng cự mạnh của cổ phiếu Techcombank. Còn trên tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì chúng ta nhìn thấy Techcombank khá là ok, và ba mã cổ phiếu về ngành ngân hàng khuyến nghị đầu tư thì đã khuyến nghị cho các anh chị rồi.
Chúng ta cùng phân tích hai cái mã cổ phiếu về chứng khoán hàng đầu, đấy là SSI. Thì đối với SSI, trong những cái bản tin gần đây thường có đề cập đến nền 21 đến nền 22, hiện tại thì SSI vẫn đang lình xình đi ngang ở quanh nền này. Và thực sự thì chúng ta cũng chưa có nhìn thấy những cái dấu hiệu khởi sắc hơn của SSI, và một cái xu thế quanh nền 21.4 vẫn được xác lập, tức là đại loại cổ phiếu vẫn cứ lình xình đi ngang như thế này thì chúng ta cũng quan sát thôi. HCM thì có những cái tín hiệu kỹ thuật tốt hơn của cổ phiếu SSI, đúng không ạ? Và trong những cái bản tin phân tích gần đây thì cũng có đề cập đến việc là HCM có thể trong nhịp này sẽ đánh tiệm cận về vùng ở đây là vùng bao nhiêu đây ạ? 23.5. 23.5 đến vùng 24, thì trong tuần vừa rồi HCM đã đánh chạm về vùng này. Và sau khi đánh chạm về vùng này thì đương nhiên cổ phiếu sẽ có những cái điểm lình xình tích lũy tại đây. Thì một cái kịch bản đẹp nhất của HCM, các anh chị lưu ý giúp Hùng có một cái điểm hỗ trợ tại đây. Cái điểm hỗ trợ tại đây thì chúng ta sẽ tìm lại ở đây là khoảng vùng giá 22.8. Ở khoảng vùng 22.8, các anh chị quan sát giúp Hùng Lê ở quanh vùng này, và thậm chí là có thể sâu hơn một tí là 22.5. Các anh chị lưu ý là một cái kịch bản đẹp nhất của cổ phiếu HCM là HCM tích lũy lại vùng 22.5 không bị gãy. Lưu ý vùng này không bị gãy. Khi vùng 22.5 không bị gãy thì chúng ta sẽ có những cái cơ hội tiếp theo. Sẽ có những cái cơ hội tiếp theo đối với cổ phiếu HCM. Và Hùng sẽ tiếp tục quan sát mã cổ phiếu HCM để tiếp tục có những cái khuyến nghị cho các anh chị. Và vùng 22.5 là một cái điểm tỉ bật, và vùng này mà cổ phiếu không bị gãy thì như thế là HCM sẽ có những cái cơ hội để đánh tiếp lên ở những cái vùng target tiếp theo, đó là vùng 26. Tuy nhiên là để mà lên được những cái vùng đó thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát những cái tín hiệu kỹ thuật của HCM ở quanh vùng giá 22.5. Ok. Chúng ta cùng phân tích một cái mã cổ phiếu của thép Hòa Phát HPG, cũng là một cái bộ blue chip. HPG thì Hùng cũng đã có những cái khuyến nghị dành cho các anh chị ở trên team và cũng như tất cả cộng đồng nhà đầu tư. Thì một cái điểm kháng cự ngắn hạn của HCM thì có thể là trong cái nhịp này HCM, xin lỗi cả nhà, HPG sẽ hồi lại được đến về vùng 24. Tuy nhiên những tín hiệu kỹ thuật cuối tuần, tức là HPG đã chạm về vùng 23 và lại đang có những tín hiệu lình xình tại đây. Thì khi mà có những tín hiệu lình xình tại đây thì các anh chị lại lưu ý giúp Hùng ở quanh vùng 22.5 đến vùng 23. Đấy là một cái nền mà cổ phiếu HCM sẽ có, HPG sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật tại đây. Và nếu như cổ phiếu này mà bị gãy cái nền dưới, tức nền 22.5, thì cổ phiếu lại về lại cái nền tích lũy thấp hơn ở dưới này. Đó, sẽ về lại thế này. Còn ngược lại, ở trong cái nền này cổ phiếu tích lũy lại được thì sẽ có những cái cơ hội để bứt từ cái nền này. Để trước hết là phải chạm vùng 24 đã, còn đi đâu thì chúng ta sẽ tính tiếp. Đó, không chúng ta sẽ phải căn cứ những cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta có thể định lượng được cái đường đi tiếp theo của cổ phiếu Hòa Phát. Chúng ta cùng phân tích hai cái mã cổ phiếu tiếp theo mà chúng ta cũng đã có những khuyến nghị ở trên Zoom. Hiện tại thì không có mạng, nhưng để Hùng thử search thế này nó có ra không, FPT khả năng là nó không ra bởi vì nó không có mạng. Có. Đó, ví dụ như vậy thì cách đây 4 ngày FPT. Đấy, ví dụ như những anh chị mà đã mua FPT ở trong phiên ngày 12 tháng 9 này thì xem xét tăng tỷ trọng trong phiên ngày hôm nay. Đó, tức là cách đây 4 ngày. Cách đây 4 ngày thì là cái ngày phiên ngày thứ 2 hay ngày thứ 3 gì đó, ngày thứ 2, khả năng ngày thứ 2. Ngày thứ 3, đúng là phiên ngày thứ 3 thì cũng đã khuyến nghị như vậy. Thì chúng ta thấy rằng là FPT phiên ngày hôm nay cũng hơi tiếc một tí, đó là FPT không đóng cửa được ở mức giá cao nhất, đó khoảng vùng 58.5 gì đó nhỉ, đúng không? Trong một cái kịch bản ngắn hạn của FPT, thì Hùng đã có những phân tích ở đây. Đó là FPT có thể test chỉnh lại vùng 56 đến vùng 57, các anh chị có thể nhìn thấy đây. Khi FPT có sau một cái phiên đẩy tăng mạnh của FPT vượt thoát
ở đây là trong cái phiên tuần trước tôi vừa thoát vùng 55 thì cũng đã có những cái kịch bản phân tích là khả năng nhịp này FPT sẽ đánh khoảng chạm vùng 65. Thì sau một cái phiên như này thì FPT đã có những phiên test cực đẹp luôn, đó là những phiên test về vùng 56. Và từ vùng 56 này thì FPT lại đang có những phiên hút lại dòng tiền và một cái xu thế để xác nhận lại được là FPT có đánh chạm được về vùng 65 hay không, thì các anh chị lưu tâm giúp vùng 60 ở đây. Trong tuần tới thì Hùng đang kỳ vọng là FPT sẽ đánh chạm vùng 60. Và khi đánh vượt break qua được vùng 60 rồi thì như thế là cổ phiếu FPT sẽ đi rất là nhẹ, và FPT thì bây giờ nó cũng đã trở thành một trong những mã cổ phiếu chưa cao nhất của mọi thời đại. Tức là chúng ta sẽ cần thêm cái mốc 60. Mốc 60, anh em chúng ta hồ hởi để chúng ta kéo FPT vượt qua mốc 60. Mốc 60 là mốc đỉnh cao nhất của FPT của mọi thời đại. Còn ở trên biểu đồ nến tuần thì chúng ta cũng thấy rằng những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của FPT đang khá là tốt. Và ông đã khuyến nghị các anh chị trong team của ông Lê thì đã mua rồi. Rất nhiều những tài khoản của anh chị của trong team của ông Lê thì đang nắm giữ mã cổ phiếu FPT. Rất là tuyệt vời. G là một trong những mã cổ phiếu tốt mà Hùng cũng đã có phân tích ở trong những bản tin trước, trong bản tin video số 71 chắc chắn có G, bởi vì Hùng vừa mới xem lại ở đây là những cái mã cổ phiếu đây chắc chắn có G, các anh chị có thể xem lại. Thì G Hùng cũng đã có những cái khuyến nghị ở trên team và dành cho các anh chị trong team của Hùng Lê. Bởi vì Hùng đánh giá rằng G khá là tốt, thì trong những cái ngày mà Hùng Lê không có ở trên team cách đây 3 ngày đúng không ạ, thì G khả năng đã có những phiên đập trả về vùng 36 nốt lại và quan sát lại ở vùng giá 36, thì sau đó thì trong 2 ngày hôm nay thì khi Hùng vắng nhà thì có anh Hiển, anh đã quan sát rất là kỹ mã cổ phiếu G và cũng đã có những tư vấn, tức là có những cái điểm để nhắc lại cho cả nhà. Thì đối với G thì Hùng cũng đã có những cái kịch bản phân tích ở đây, đấy là cái nền tảng vùng 36 rất là quan trọng của G. Trong cái bản tin phân tích tuần trước thì G đã có những cái nhịp test là không test được đến về vùng 36, nhưng mà thấp hơn ở đây là khoảng vùng 36.4. Đó thì khi chạm đến về vùng 36 thì G đã có những phiên hút lên, và cái phiên kết tuần của chúng ta ở đây là G đã có một cái phiên break, tức là break nền 38 và đang có xu thế tiệm cận về vùng giá 40. Thì với những anh chị em mà chúng ta chưa có cổ phiếu G thì bây giờ chúng ta mua thì đương nhiên là khi nào chúng ta có tiền thì chúng ta sẽ là mua được. Nhưng vấn đề là mua được cổ phiếu ở một cái giá như thế nào cho nó hợp lý và chúng ta được lợi về giá và không bị bất lợi về T cộng. Thì quan điểm hiện tại của Hùng là G đang tiệm cận về vùng kháng cự mạnh vùng 40 thì chúng ta tạm thời nếu chúng ta chưa có được những cái ở vị thế của cổ phiếu G thì chúng ta tạm thời chúng ta dừng lại. Còn những anh chị nào mà chúng ta đã mua được G theo những cái khuyến nghị của Hùng Lê hoặc là quan sát được những cái điểm quanh vùng 36.5 ví dụ như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ G để có thể canh chốt ở những cái vùng target quanh vùng 40. Vùng 40 sẽ là một cái vùng kháng cự khá là mạnh của cổ phiếu G thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát. Còn với một cái xu thế hiện tại thì quan điểm của Hùng là Hùng đang thiên về kịch bản là G đang đi theo những cái sóng lớn. Và khi cổ phiếu đi theo sóng lớn thì khi cổ phiếu về đến vùng giá 40 thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát G ở vùng giá 40, và hiện tại thì Hùng đã đưa ra một cái target tiếp theo của G ở vùng giá 45 các anh chị ạ. Đó, tuy nhiên để về được vùng 45 hay không thì chúng ta phải có vùng 40 đã. Đó, chứ chúng ta không thể nói một cách gọi là không có cơ sở được, và chúng ta cứ bình tĩnh, hàng tuần chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật mã cổ phiếu G. Tức là một cái kịch bản đẹp của G đó là G chạm về vùng 40 và sau đó G sẽ rũ về đây, tức là sẽ trả lại khoảng vùng 38.5. Và từ vùng 38.5 này cổ phiếu tích lũy và sau đó thì đi về vùng target 45, thì đấy là một cái kịch bản đẹp nhất của G.
Tuy nhiên cái kịch bản này có xảy ra hay không thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát những cái tín hiệu tiếp theo của cổ phiếu Z. Z là một mã cổ phiếu rất là đẹp và cũng đã khuyến nghị các anh chị chúng ta tham gia đầu tư. Chúng ta cùng xem mã cổ phiếu Novaland. Novaland thì về cơ bản là về cơ bản là đó, Hùng đã có những cái cách để đánh cổ phiếu này, tức là chạm vùng khoảng đâu đó 58 hoặc là đây vùng hỗ trợ đâu đó vùng 60.5 thì chúng ta mua và cứ chạm vùng kháng cự 65 đâu đó 65, 62, 63 gì ở trên này thì chúng ta bán, bởi vì là Novaland thường có những kiểu đánh như vậy. Còn chúng ta sẽ xem ở trên biểu đồ đến tuần thì khả năng là Novaland sẽ vẫn có những phiên tích lũy ở quanh vùng 60.5. Vùng 60.5 đến khoảng vùng giá 61 ở đây, tức là cái cách đi cổ phiếu thì khả năng là lại rơi lại chạm về vùng này. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu VCG. VCG thì tạo lập trong cái giai đoạn này, tức là tạo lập đang có một cái ý đồ gì đó đúng không ạ, quanh vùng giá 26 không gãy và cũng không có những cái tín hiệu gì tích cực hơn, tức là đã là cổ phiếu cứ tiếp tục đi ngang như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta chờ. Bình Minh BMP. BMP ở trong giai đoạn hiện tại thì cũng đang có những cái tín hiệu khá là tốt đúng không ạ, khá là tốt, và trong một cái nhịp đánh gần đây thì cũng có đề cập đến việc là khả năng thì Bình Minh sẽ đánh chạm về đâu đó khoảng vùng giá 55. 55 của nhịp đánh này thì với Bình Minh thì cái cách đi của Bình Minh nó khá là rích rắc, chính vì vậy nên là nếu mà chúng ta đánh ngắn thì chúng ta sẽ khá là khó chịu. Đối với Bình Minh thì chúng ta nên đánh một cái trend nó dài hơn một tí, đó là chúng ta sẽ sử dụng bộ biểu đồ đến tuần để chúng ta đánh. Còn trong biểu đồ đến ngày thì chúng ta cũng có thể canh những cái điểm cắt chỉnh để chúng ta tham gia. Còn về xu thế hiện tại thì lực hồi của Bình Minh vẫn còn, và Bình Minh sẽ sau cái điểm kháng cự ở vùng 52 ở đây thì nó lại trở thành một cái điểm hỗ trợ ở đây. Và từ vùng giá 52 này thì cổ phiếu Bình Minh sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật, và hiện tại thì Bình Minh đang có hai phiên test khá là đánh giá khá là tích cực, và khả năng thì cái vùng 52 này sẽ không bị gãy. Khi cái vùng 52 này không bị gãy rồi thì cái target tiếp theo ở vùng giá 55 đến vùng giá 56 ở trong cái nhịp đánh này thì nó hoàn toàn là hợp lý. Đó, sẽ có những phiên test chỉnh về đây và sau đó thì sẽ có những phiên đánh lên. Như vậy là Bình Minh đang có một cái nhịp hồi khoảng từ vùng 48, tức là từ vùng chúng ta phân tích ở vùng 48 và sẽ về khoảng vùng giá 55. Đó thì đang có một cái nhịp tương đối ngắn như vậy thì chúng ta có những cái tín hiệu kỹ thuật và chúng ta sẽ phân tích ngắn như vậy để chúng ta cập nhật nó dễ hơn. Còn ở một cái trend dài thì chúng ta sẽ chờ ở cái vùng 55 này Bình Minh sẽ phản ứng như thế nào. Đó, thì sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật. MWG là một trong những cái mã cổ phiếu mà có lẽ là xuyên suốt chiều dài của chúng ta. Từ đâu đó những cái vùng đây, từ vùng dưới này vùng 82 và bây giờ là vùng 126. Thì đối với MWG trong cái kịch bản phân tích của ông Lê ở gần nhất đó là MWG có thể đâu đó sẽ chỉnh lại đâu ạ. Chỉnh lại quanh vùng 120, kịch bản phân tích ở trong tuần có thể chỉnh lại. Đó, cái này là Hùng vẽ các anh chị nhé. Hùng vẽ sẵn từ những cái video tuần trước đấy, các anh chị cứ xem lại đi. Tức là Hùng vẽ là có khả năng là sang tuần, cái kịch bản Hùng vẫn còn nhớ, tức là sang tuần thì có thể là MWG sẽ có những phiên hút lên đâu đó ở cái khoảng đây, ở cái vùng mũi tên này, và sau đó thì đập trả lại về vùng 120, và từ vùng 120 này thì sẽ đánh tiếp về vùng 130, tức là cái target mà Hùng phân tích ở đây. Thế thì trong tuần có đập trả về vùng 120, hơi trên 120 một tí. Như vậy là cổ phiếu rất là khỏe đúng không ạ? Rất là khỏe và rất là mạnh, và hai phiên cuối tuần thì đã có những phiên hút lên ở vùng 126.5, và như vậy là chúng ta sẽ còn khoảng 3.500 nữa. Khoảng 3.500 nữa thì sẽ chạm về vùng target 130. Và khi chạm về vùng target 130 thì các anh chị lưu ý là sẽ có những cái rung lắc rất là mạnh.
Và thời điểm này thì đương nhiên rồi, chúng ta không còn điểm mua đối với MWG. Những cái điểm mua đẹp là những cái điểm mua quanh vùng 110 đến khoảng vùng, tức là quanh cái điểm chỉnh như này. Tức là khi đó Hùng phân tích MWG về vùng target 120 đúng không ạ? Và từ vùng 120 thì Hùng có đề cập đến việc là có thể chỉnh, và cái nhịp chỉnh này mới là nhịp mua. Còn bây giờ MWG đã chạm về vùng 126.5 rồi, một số anh chị vẫn hỏi Hùng là Hùng ơi có mua nữa không, thì nó khó, nó rất là khó đúng không ạ? Bởi vì là chúng ta mua được, có tiền thì chúng ta mua được, vấn đề chúng ta có lãi hay không. Thì như vậy là MWG đã gần chạm đến vùng 130, chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt ở cái target này. Thì MWG cũng là một cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê khuyến nghị các anh chị ở trong team chúng ta tham gia đầu tư. Và đấy cũng là một cái mã cổ phiếu rất là tuyệt vời. Hùng phân tích tiếp mã cổ phiếu VGC. Ở VGC thì đang có những cái phiên, thực ra là trong cái giai đoạn hiện tại là VGC không được hút về dòng tiền. Về cơ bản là như vậy, có những phiên đánh lên và đánh tụt xuống, tức là một cái nền mà cổ phiếu VGC đang hình thành ở đây là khoảng nền 19 đến nền 19.5, tức là cổ phiếu vẫn cứ tiếp tục lình trình đi ngang ở quanh vùng này. Thì hiện tại là chúng ta sẽ chưa có những cái tín hiệu tốt hơn, chúng ta tạm thời chúng ta chưa tham gia. Đó, bởi vì chúng ta chỉ cần xem ở trên biểu đồ đến tuần một cái thì chúng ta ngay lập tức chúng ta nhận thấy là trong cái giai đoạn hiện tại cổ phiếu này chủ yếu là lình trình và tích lũy đi ngang, thì cơ bản là nó cũng chưa thực sự là tốt, thì chúng ta tiếp tục quan sát thôi. Phiên ngày hôm nay TV2 à? TV2 hôm nay đẹp đấy nhỉ? TV2 Hùng cũng không quan sát được, để Hùng sẽ xem. TV2 thì đây à. TV2 là có một cái nền ở đây, trong những cái kịch bản phân tích, trong kịch bản phân tích gần nhất của TV2 đấy là Hùng có đề cập đến vùng 87. Vùng 87 sẽ là một cái vùng điểm tựa để xác nhận cái xu thế tiếp theo của cổ phiếu TV2. Thì trong tuần là Hùng không quan sát được ở phiên ngày thứ năm. Phiên này là TV2 đã có một cái rơi ở đây, không biết là rơi về vùng 80.5. Khoảng đó về vùng gần về vùng 80.5 thì không biết là một cái điểm gọi là một cây nến giả hay là cây nến thật rơi về vùng 80.5 và sau đó hút lên. Thì như vậy là gì ạ? Vùng 80.5 cũng là một cái vùng kháng cự rất vùng hỗ trợ khá là tốt của TV2, và sau đó sau một cây nến rút chân này thì phiên kết tuần lại có một cái tín hiệu đẩy cổ phiếu này lên vùng 87, tức là cái vùng giá quyết định xu thế của cổ phiếu. Thì như vậy là tín hiệu kỹ thuật hiện tại của TV2 đang khá là ok. Khi mà đường MACD lại đang có những tín hiệu tốt lên và tín hiệu về dòng tiền thì cũng đang khá là ok. Thì về cơ bản là TV2 lại hồi lại, như vậy là chỗ này lại trở thành một cái vùng kháng cự của cổ phiếu rồi. Tức là TV2 có thể hồi lại về vùng 92.5, khả năng là sẽ hồi lại về vùng 92.5. Thì đây cũng một nhịp hồi ngắn thì chúng ta cũng nên quan sát thêm. Còn trong giai đoạn hiện tại thì Hùng vẫn kỳ vọng là TV2 đánh chạm kênh và sau đó hút lên, thì như thế thì nó sẽ chắc chắn hơn. Còn nếu những anh chị nào mà mua được trong phiên này, tức là chạm vùng 80.5 thì cũng 80 chấm khoảng vùng 80 đến vùng 81 thì như thế cũng là khá là ok. Còn chúng ta nếu mà chúng ta không mua được ở trong phiên này thì thôi, chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta quan sát. PNG cũng là một cái mã cổ phiếu mà PNG cũng là một cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê cũng đã có phân tích và đề cập đến cho tất cả những anh chị em. Trong một cái nhịp chỉnh hỗ trợ về đây là khoảng vùng 77, sau đó Hùng có phân tích một nhịp hồi của PNG có thể chạm vùng 85. Chạm vùng 84.5 đến vùng 85. Đó, vùng 8 đây. Các anh chị có thể xem lại những bản tin trước. Thì trong phiên cuối tuần thì PNG đã đóng cửa khoảng, tức là có những phiên đã chạm trong phiên, khả năng là PNG trong phiên Hùng xem giá cao nhất của PNG là chạm vùng đúng về đến target của Hùng Lê phân tích vùng 84.5, giá cao nhất ở vùng 84.5. 84.5 thì như vậy là về đúng cái target của Hùng Lê phân tích ở đây, 84.5 đến vùng 85.
Thì những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì PNG có thể trong phiên tầm tuần tới thì PNG có thể chạm một cái mốc cao hơn ở đây, tức là bây giờ chúng ta sẽ đẩy về vùng 86.5. Ở vùng 85 thì khả năng là PNG sẽ đạt được thôi, và Hùng lại tiếp tục đẩy cái kịch bản của PNG lên khoảng vùng 85 đến vùng 86 ở trong cái nhịp này, tức là gần chạm lại về cái vùng đỉnh cũ ở đây. Tín hiệu kỹ thuật hiện tại của PNG khá là tốt, đường MACD đẹp và tín hiệu dòng tiền tốt, và một số các chỉ báo kỹ thuật thì đang cho thấy rằng cái xu thế của PNG là xu thế tăng giá. Ở chúng ta xét ở một cái góc độ dài hạn hơn một tí, thì chúng ta sẽ cần quan sát PNG ở cái vùng giá 86.5 sẽ là một cái vùng xoay chiều của cổ phiếu ở đây. Và nếu như tại vùng 86.5 này cổ phiếu đẩy vượt qua vùng 86.5, sau đó có những phiên test lại vùng 86.5 và lực tiền, lực cầu tiếp tục đẩy vào, thì PNG sẽ là một trong những cái mã cổ phiếu trụ blue chip rất là mạnh. Các anh chị đang cầm nắm mã cổ phiếu PNG, chúng ta sẽ tiếp tục cầm nắm. Còn những cái điểm mua hiện tại thì chúng ta đã bị chậm rồi, chúng ta không mua nữa. PPC và một số các mã cổ phiếu dưới này thì Hùng sẽ tiếp tục phân tích sau. Hùng phân tích luôn mã cổ phiếu Dược Hà Tây. Dược Hà Tây cũng là một mã cổ phiếu cực kỳ đẹp mà Hùng đã có những cái Dược Hà Tây là Hùng đã khuyến nghị từ ngày 12 tháng 9. Từ ngày 12 tháng 9 là Hùng đã có những khuyến nghị của Dược Hà Tây ở quanh nền giá 40.5 cộng trừ, và chúng ta có thể mở quan sát mua ở đây. Và Dược Hà Tây là một trong những mã cổ phiếu rất là đẹp. Chúng ta có thể nhìn thấy rằng là trong những kịch bản ngắn mà Hùng phân tích ở đây, nó gần như nó khá là chính xác về những cái điểm mà cổ phiếu Dược Hà Tây test. Trong cái điểm xanh này, cái điểm xanh này chính là cái điểm mà chúng ta kết phiên thứ sáu tuần trước. Thì khi kết phiên thứ sáu tuần trước, đây hình mũi tên này là Hùng đang vẽ là một cái kịch bản là cổ phiếu này có thể test chỉnh lại về quanh đâu đó khoảng vùng 43, và như vậy là 43 đấy, 42.5, tức là nó chỉ thấp hơn cái vùng mà Hùng dự kiến một tí thôi. Và sau đó thì Hùng có đề cập đến việc là từ vùng này thì cổ phiếu sẽ như thế nào, sẽ tích lũy lại và sau đó sẽ có những phiên vượt thoát và đánh đi lên. Thì cái kịch bản của Dược Hà Tây rất là đẹp, và Hùng cũng đã có đề cập cho các anh chị là các anh chị có nhìn thấy đây là cái cán cờ không ạ? Cái cán cờ từ đây lên đến đây, và đây là cái lá cờ. Thì cờ này là cờ gì ạ? Cờ này là cờ phất chứ không phải là cờ rủ đó. Thì và sau đó thì nó phất lên luôn đó, cờ này là cờ phất. Thì đây là một cái mô hình rất là đẹp, và Dược Hà Tây thì cũng đang đi đúng cái mô hình đó. Những cái tín hiệu dòng tiền thì quá là tuyệt vời rồi. Nếu những anh chị nào mà quanh canh mua được ở cho ông Lê quanh vùng giá 42.5, và thậm chí là trong ngày 12 thì cũng đã có khuyến nghị các anh chị là quanh vùng 40. Đó rất là đẹp. Và xu thế hiện tại của Dược Hà Tây thì như thế nào anh chị? Xu thế của Dược Hà Tây thì khả năng là Dược Hà Tây sẽ đánh chạm vùng vùng 50 thì chắc chắn là chạm rồi. Vùng 50 thì không có cái gì để chúng ta phân vân, và liệu và một cái vùng mà target nó cao hơn vùng 50 thì Hùng sẽ chờ đến khi cổ phiếu này chạm đến vùng 50 thì Hùng sẽ tiếp tục phân tích, và khả năng một cái target cao hơn đó là sẽ chạm vùng 55. Thì chúng ta sẽ chờ vùng 50 đã, và sau khi mà chạm vùng 50 rồi thì chúng ta sẽ có những cái nhịp phân tích tiếp theo ở đây. Đó. Rất là đẹp. Ví dụ như vậy. Ok, như vậy là chúng ta vừa mới điểm lại toàn bộ tất cả các cái mã cổ phiếu nó mang tính chất định hướng, định dòng, và những cái mã cổ phiếu cơ bản nhất của các cái dòng 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 dẫn ở trên thị trường, ví dụ như là dòng bất động sản, ví dụ như dòng dầu khí, ví dụ như ngân hàng và chứng khoán. Thì về cơ bản là chúng ta cũng có thể thấy rằng là trong cái phiên ngày thứ sáu là một phiên tái cơ cấu của hoạt động của các quỹ cơ cấu, dẫn đến cái việc là thanh khoản của thị trường thì đã được đẩy lên ở cái mức là nếu mà tính tổng thể là 5.600 khớp lệnh toàn giá trị thị trường, nhưng nếu mà chúng ta tính giá trị khớp lệnh ở trên sàn
Tức là tính bỏ giá trị thỏa thuận đi thì trên sàn là khớp lệnh 167 mã, 167 triệu mã cổ phiếu, 167 triệu đúng không? 167 triệu, và như vậy là còn trừ đi còn lại thì là sẽ là còn lại khối lượng thỏa thuận. Thì về cơ bản thì Hùng đã có đề cập ở đầu phiên, đó là tất cả các mã cổ phiếu của chúng ta thì chúng ta sẽ không thể sử dụng cái dữ liệu của phiên thứ 6 để chúng ta phân tích được, và chúng ta sẽ cần thêm phiên thứ 2, phiên thứ 2 và phiên thứ 3 của tuần tới để xác nhận một cái xu thế tiếp theo. Và như thường lệ thì Hùng Lê các cái buổi tối sau cái ngày giao dịch thì nếu có những cái vấn đề về phát sinh, có những vấn đề phát sinh về thị trường thì Hùng sẽ có những cái cập nhật trên team, Hùng sẽ có những cái cập nhật ở trên Zoom để định hướng. Những cái cập nhật đó thì nó mang những cái tính chất định hướng về thị trường, ví dụ như vậy, nó mang tính chất định hướng về thị trường. Về VN Index của chúng ta thì trong phiên ngày thứ 6, thì VN Index của chúng ta giảm đâu đó bao nhiêu điểm ạ? Giảm gần 7 điểm, và về lại cái mốc 900, ở đây là về lại cái mốc 990 điểm. Một điều đáng lưu tâm ở trong giai đoạn hiện tại là mốc 990 điểm của chúng ta chưa bị phá vỡ, và một số các tín hiệu kỹ thuật khác, ví dụ như tín hiệu đường MAC với tín hiệu dòng tiền và một số tín hiệu kỹ thuật khác thì đang cho thấy là thị trường của chúng ta đang khá là ổn, ở quanh vùng 990. Và như Hùng có phân tích, có đề cập đến là cái phiên ngày thứ 2 sẽ là một cái phiên xác nhận. Nếu như trong cái phiên thứ 2 VN Index của chúng ta không bị gãy vùng 990 và có những cái điểm lình xình ở đây, sẽ có những cái điểm lình xình và thậm chí là đẹp nhất, là VN Index của chúng ta sẽ lấy lại mốc này. Mốc này là mốc bao nhiêu? Mốc này là mốc 900, mốc 995 điểm. VN Index của chúng ta nếu như trong phiên thứ 2 lấy, các anh chị lưu ý, lấy lại được mốc 995 điểm thì như vậy là một cái kịch bản đẹp của thị trường là VN Index của chúng ta sẽ có cơ hội đánh vượt thoát vùng 1.000 điểm. Nhưng ngược lại, nếu như ở phiên thứ 2 và phiên thứ 3 VN Index của chúng ta tiếp tục bị gãy và gãy khỏi cái vùng 985, như thế thì xu thế của thị trường của chúng ta sẽ bị xấu đi. Và trong một số các chỉ báo ngắn hạn, hiện tại thì Hùng đang nhìn thấy là thị trường của chúng ta ở một cái trạng thái chơ vơ, tức là lực tăng cũng không mạnh và lực giảm cũng không mạnh, tức là một cái xu thế nó thiên về đi ngang. Và một điểm nhấn là phiên thứ 2 đó, và những cái điểm nhấn kỹ thuật đó thì Hùng đã lưu tâm đối với tất cả những anh chị nhà đầu tư. Còn về cơ bản, các cái vị thế mở búa mới ở trong giai đoạn hiện tại thì Hùng Lê đã khuyến nghị rồi, tức là bản thân trong team của Hùng Lê thì Hùng Lê đã có khuyến nghị là chúng ta ở trong cái nhịp này là chúng ta nếu có đánh là chúng ta phải quyết liệt mở mua ở trong phiên ngày thứ 2 đó, và chúng ta để làm sao để chúng ta tránh được những cái nhịp rủi ro, ví dụ như vậy, còn trong phiên thứ 6 là phiên tái cơ cấu của các quỹ thì như vậy là chúng ta cũng không sử dụng cái dữ liệu đó để chúng ta để phân tích và định lượng thị trường được. Ok, phần thứ 3 thì chúng ta sẽ đi điểm lại, tất cả các cái mã cổ phiếu mà chúng ta đang theo dõi, và chúng ta sẽ xem lại là hiện tại thì trong một tuần thì các cái mã cổ phiếu đó đã vận động như thế nào. Thì đầu tiên chúng ta xem mã cổ phiếu Nam Long. Nam Long thì như vậy là xấu, hiện tại như thế này, tín hiệu kỹ thuật như vậy là xấu, và ở vùng giá 28 thì chúng ta đã có đề cập đến vùng 28 là cái điểm tỳ bật của cổ phiếu để cổ phiếu này có thể đi lên. Và trong một cái nhịp phân tích cùng lên ở đây thì cũng có đề cập đến việc là 55 có thể chạm vùng 30 và sau đó đánh chạm lên ở một cái target cao hơn. Tuy nhiên tín hiệu kỹ thuật cuối tuần như thế này là xấu và dòng tiền tiếp tục bị suy yếu. Đây, cái tín hiệu dòng tiền thì đang bị suy yếu đi, và đường MACD thì đang có những cái tín hiệu đảo chiều, tức là đảo pha xu thế. Thì về mặt tín hiệu kỹ thuật của Nam Long thì các anh chị lưu tâm giúp Hùng vùng 28, nếu vùng 28 này bị gãy thì như thế chúng ta sẽ tạm thời chúng ta sẽ bán, nếu mà bị lỗ một tí cũng không sao, chúng ta sẽ tạm thời chúng ta bán đã, xong đấy thì chúng ta sẽ quan sát tiếp những cái động thái tiếp theo, bởi vì như thế là vùng 28 của Nam Long bị phá vỡ, như vậy là cái xu thế mà chúng ta phân tích nó bị sai, đúng không ạ? HDG thì về cơ bản HDG cũng đã có những cái nhịp ở đây,
những cái nhịp ở đây là Hùng có đánh giá ở đâu, ở vùng 34, ở vùng 34. Và sau trong cái kịch bản phân tích thì Hùng đã có đề cập đến là HDG sẽ cần có những phiên để hút lên thì như thế là kịch bản là sẽ hồi lại về vùng 37.5, khoảng vùng ở đây tức là vùng 37 đến vùng 37.5. Tuy nhiên tín hiệu kỹ thuật hiện tại cuối tuần thì HDG lại rơi lại về vùng 34, tức là anh chị lưu tâm vùng 34 sẽ là cái vùng mà sẽ là cái vùng đệm của cổ phiếu để xác nhận xu thế. Về cơ bản thì cái lực rơi này thì nó rơi mạnh về giá nhưng mà khối lượng thì nó không có nhiều, tức là ở quanh theo cái tiên lượng của ông Lê thì quả quanh vùng 34 này thì khả năng cổ phiếu sẽ cạn vôn, tức là một cái trạng thái mà người mua cũng không muốn mua mà người bán cũng không muốn bán, thì ở trong cái trạng thái vùng 34. Nhưng nếu như cổ phiếu bị gãy nền 34 với một cái lượng xác nhận, những cái tín hiệu kỹ thuật xác nhận với vô đạt khoảng tầm trên 1 triệu cổ phiếu thì đấy là một cái tín hiệu nguy hiểm của Hà Đô, và chúng ta bắt buộc chúng ta phải bán, bởi vì như vậy là nó bị gì ạ? Nó bị sai cái phân tích kỹ thuật và nó bị sai về xu thế giá, tức là hồi lên và sau đó thì cắm đầu, tức là nó sẽ có hai cái kiểu này và hồi lên sẽ cắm đầu. Đó, vậy thì chúng ta phải luôn luôn chủ động những cái kịch bản mà xấu nhất của cổ phiếu có thể xảy ra để chúng ta luôn luôn chủ động và chúng ta sẽ hành động theo những cái tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu. DPG. DPG thì cũng tương tự như vậy, tức là DPG ở đây là Hùng có đề cập đến cái việc là vùng giá 41. Vùng giá 41 ở đây là một cái điểm hỗ trợ, và sau đó thì cổ phiếu này đã có những cái nhịp hồi và hồi cao lên được là bao nhiêu? Ở vùng 45. Khi đến tại cái điểm này thì một số anh chị cũng có hỏi Hùng là có mua không, thì Hùng bảo là chúng ta không cần thiết phải mua đuổi, bởi vì là cái xu thế hiện tại của Đạt Phương thì khả năng là chúng ta vẫn đang có một những cái điểm lình xình quanh đây, tức là cổ phiếu chưa thể chạy ngay được. Đấy, sau những cái phiên mà rơi mạnh như này thì cổ phiếu chưa thể chạy ngay được, và cái vùng ở đây là vùng 41 sẽ là cái vùng mà sẽ tích lũy lại ở đây, tức là vẫn là phải tích lũy lại ở đây. Và tích lũy 1 đến 2 tuần và chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu dòng tiền để kéo cổ phiếu quay trở lại, tức là nó phải cần thời gian để nó hấp thụ hết những cái lượng hàng ở trên này, thì như thế là cổ phiếu mới có thể tiếp tục quay lại một cái pha xu thế mới. VCS là một cái mã cổ phiếu rất là đẹp, mà từ vùng phân tích đầu tiên là vùng phân tích về target 80, sau vùng phân tích target 80 thì Hùng tiếp tục phân tích về target 90. Sau nhịp phân tích target 90, những điểm test chỉnh về quanh vùng giá 80 thì Hùng Lê tiếp tục test chỉnh về đâu ạ? Những vùng hỗ trợ đó khoảng vùng 85. Nhưng thực tế là cổ phiếu test về gần đến vùng 80, và trong cái nhịp này thì Hùng đã có đề cập đến đầu tiên là cổ phiếu sẽ phải chạm lại về vùng 90, tức là chạm về vùng đỉnh cũ ở đây. Vùng 90 đến vùng 92. Sau khi vừa thoát vùng 92 rồi thì lại tiếp tục hoàn thành cái target tiếp theo của cổ phiếu VCS là ở vùng 100. Thì tín hiệu kỹ thuật hiện tại của VCS đang rất là đẹp, khi mà VCS đang có những cây nến xanh sắp sát nhau và liên tục đẩy cổ phiếu này tăng giá. Những điểm mua thì bây giờ chúng ta sẽ không còn nữa, bởi vì về đến vùng 100 là chắc chắn cổ phiếu sẽ rũ. Một là cái cách rũ của nó thì nó cũng có nhiều cách, một là sẽ rũ ở dưới vùng 100 một tí, hoặc là hai là kéo vượt lên vùng 100 và sau đó thì đánh dập xuống. Thì như vậy là cái target phân tích ở đây về đến từ vùng 85 đến vùng giá target thứ 3, chúng ta phân tích về VCS ở vùng giá 100 thì cũng gần hoàn thành, tức là cách khoảng đâu đó khoảng độ 3.000 nữa thì nó chỉ có 1 đến 2 nhịp đánh thôi, sang tuần sẽ có 1 đến 2 nhịp đánh để đánh chạm vùng 100. Như vậy là với VCS là chúng ta đã có 3 nhịp phân tích, đúng không ạ? Nếu như anh chị nào mà theo dõi những bản tin của Hùng Lê thì chúng ta đã có 3 nhịp phân tích về mã cổ phiếu VCS. KBC, chúng ta sẽ xem KBC. KBC, như vậy là KBC lại xấu rồi, đúng không ạ? KBC lại xấu rồi, bởi vì là 3 phiên cuối tuần thì Hùng cũng không có cập nhật được mã cổ phiếu KBC. Cũng như tất cả thị trường thì hiện tại là như vậy, là KBC bị rơi khỏi cái vùng nền 15.5. Và khi rơi khỏi cái vùng 15.5 đó thì như vậy là xu thế của cổ phiếu lại có những cái
xu thế test lại đẹp nhất thì là sẽ tích lũy lại đây. Tích lũy lại đây là vùng 15 đây, những cái mô hình mũi tên đây Hùng đã vẽ từ sẵn từ trước rồi. Thì vùng 15 khả năng là nếu mà đẹp là sẽ tích lũy lại ở vùng 15 và sau đó thì có cầu hút lại. Thì bản thân mã cổ phiếu KBC các anh chị xem thì các anh chị có thể nhìn thấy là cái cách đi của mã cổ phiếu nó khá là rích rắc, khá là rích rắc. Tức là chúng ta phải đánh ở những cái trend dài, chứ chúng ta đánh ở những trend ngắn thì chúng ta sẽ bị nhiễu và chúng ta sẽ rất là khó chịu. Ở ITA thì Hùng đang có đề cập ở đây là vùng 3.12. Thì cái quan điểm của Hùng là khoảng 3.12 và ở đây thậm chí là ở cái nền 3.3 đến nền 3.1 thì chúng ta cứ thòng ở quanh cái nền này chúng ta mua thôi. Và ITA thì cũng như vậy, ITA thì chúng ta cũng nên một cái nhịp khoảng đâu đó khoảng 1-2 tuần. Chứ còn nếu mà chúng ta lướt ngày thì chúng ta cũng khá là khó chịu đối với mã cổ phiếu ITA. Vùng 3 chấm thì chúng ta có thể mở mua, đấy là những cái vùng mà nền tích lũy của cổ phiếu. Nhà Đà Nẵng NDN. NDN hiện tại thì trong một cái nhịp hồi ngắn hạn thì cũng có đánh giá là khả năng nhà Đà Nẵng sẽ hồi lại được về đến đâu vùng 18. Tuy nhiên là những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì chúng ta thấy rằng là nhà Đà Nẵng hồi về nó hơi khó khăn hồi trong một nhịp hồi, bởi vì là hiện tại thì dòng tiền đang khá là yếu và một cái điểm hỗ trợ ở đây. Một cái điểm hỗ trợ ở đây khả năng là quanh vùng 16.3, 16 đến vùng 16.3 thôi. Thì cổ phiếu lại rơi lại và tích lũy tại đây và chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu dòng tiền để hút lại tại đây. Thì đối với ở nhà Đà Nẵng là như vậy. NTL. NTL thì cũng trong giai đoạn hiện tại thì chúng ta cũng thấy rằng là sau một cái nhịp rơi mạnh thì là lại một cái trạng thái lình xình đi ngang này, không có dòng tiền, gần như là không có dòng tiền. Đường MACD thì đang tiếp tục đi ngang, một số các chỉ báo kỹ thuật khác thì cũng đang cho thấy là có lực hồi, nhưng mà lực hồi bây giờ phải có tín hiệu dòng tiền xác nhận. Tức là sau những cái phiên đi này và ở cái vùng giá 23, cái vùng giá 23 sẽ là một cái vùng giá mà sẽ phải có những cái tín hiệu kỹ thuật ở đây và cổ phiếu cần phải có những phiên vượt thoát hút lên thì như vậy là cái lực hồi nó mới được xác lập. Còn hiện tại là chưa có những cái nhịp hồi, tức là chưa có những cái tín hiệu kỹ thuật xác nhận tiếp theo, và nếu như hồi được thì trong cái nhịp hồi này thì khả năng là sẽ chạm về vùng kháng cự vùng 26 đối với nhà Từ Liêm. DG như vậy là xấu rồi. Thì trong một cái kịch bản ngắn ngắn ở đây thì Hùng có đề cập đến đây rồi, anh chị cũng đã xem những bản tin của Hùng lên. Chỉnh về đâu đó khoảng vùng 13 đến 13.3 và sau đó thì hồi lại maximum sẽ chạm được khoảng về vùng giá 14.5. đây cái hình mũi tên Hùng vẽ đây. 14.5 thì khi chạm được về vùng 14.5 thì như thế là DG lại có những phiên chỉnh giảm lại như thế này thì khả năng là cổ phiếu lại rơi lại nền, tức là rơi lại nền 13 đến nền 13.5, rơi lại nền 13 đến 13.5. LDG. LDG thì một trong những mã cổ phiếu Hùng cũng đã có những phân tích khuyến nghị đề cập đến cho các anh chị em từ rất là sớm, từ những bản tin rất là sớm quanh vùng giá 8.8 đến vùng 9. Và target mà Hùng phân tích là đến chạm vùng 10.5. Khi chạm vùng 10.5 10.5 thì Hùng có những cái kịch bản phân tích ở đây. Đây hình mũi tên Hùng đang vẽ ở đây là đâu đó chỉnh về đâu ạ? Khoảng vùng 10. Chỉnh về vùng 10 và từ vùng 10 này thì cổ phiếu cần phải hút lại dòng tiền để đánh break được vùng giá 10.5 thì như thế là cái target tiếp theo có thể đánh chạm về vùng 11 đến vùng 12. Và đúng như kịch bản thì chúng ta đã có một cái phiên rũ rất mạnh ở đây, tức là phiên ngày 19 tháng 9 và đến phiên ngày 20 thì LDG lại
có những phiên lấy lại trên vùng giá 10. Thì các anh chị lưu ý những tài khoản, những điểm mua bây giờ chúng ta sẽ hạn chế mua ở điểm này, ở vùng này, bởi vì nó sẽ rất là rủi ro. Cũng có thể là sau một phiên hồi nhẹ này thì cổ phiếu sẽ tiếp tục cắm xuống và chúng ta cần có những cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta xác nhận cái tín hiệu LDG có tích lũy được quanh vùng 10 hay không, thì lúc đó chúng ta mới mở mua. Còn một phiên như thế này thì chúng ta chưa thể nói lên được điều gì. Và đây là những cái phiên phân phối, thì cái cách phân phối của cổ phiếu này thì đang phân phối ngang, tức là phân phối ra nhiều phiên đó, sẽ phân phối ra nhiều phiên, và có thể phiên này là một phiên kéo lên để tiếp tục phân phối, thì chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu kỹ thuật rõ ràng hơn. Và cái target 10.5 thì cổ phiếu cũng đã đạt được rồi. Cổ phiếu đất xanh DG là một cái mã cổ phiếu mà Hùng đã có những cái phân tích khuyến nghị cho các anh chị của chúng ta đáng để đầu tư ở trong cái nhịp này. Và những cái điểm mua thì đã trong cái bản tin những cái bản tin tuần trước, những cái nhịp test chỉnh ở đây thì Hùng đã có những cái nhịp là đất xanh đang có những cái phiên break kênh, và những cái điểm mua thì chúng ta đã qua đi những cái điểm mua đẹp rồi. Thì trong một cái kịch bản, trong một cái kịch bản ngắn hạn, thì trong phiên ngày cuối tuần thì đất xanh đã có những phiên đánh trả lại về vùng 19, thì có thể là một trong hai phiên này thì đất xanh lại test lại ở đâu đó ở khoảng quanh vùng đẹp nhất là khoảng vùng 16.5, thì không được thủng cái chỗ 16.5 này đó, đẹp nhất là đâu đó gãy về 16.5 thôi, và sau đó thì sẽ hút lên. Thì như vậy thì là cái cơ hội để mà đất xanh đi tiếp là vẫn còn. Thì trong một cái nhịp đánh ở gần đây thì Hùng đang có đề cập đến khả năng là đất xanh sẽ hồi về đâu đó khoảng chạm khoảng vùng đâu đó là vùng này là vùng bao nhiêu ạ? Khoảng vùng 19, và như vậy là đất xanh có một cái nhịp đánh khoảng từ vùng 12 về vùng 19, tức là tăng được khoảng tầm 7.000, 7/12, như thế là một cái mức tăng cũng tương đối là lớn. Như vậy là cũng có một cái mức tăng khoảng đâu đó khoảng 58%, như vậy là cực lớn đấy anh chị, như vậy là cực lớn, đánh từ vùng 12 mà về đến vùng 19 là như vậy là gần 60% đó. Thì như thế là một cái mức tăng cũng tương đối tốt, và một cái mức tăng tương đối tốt như vậy thì chắc chắn là những cái lực chốt lời bây giờ lên đến những cái vùng 17-18 này, thì những cái vùng chốt lời nó sẽ dần nhiều lên, và đây cũng là cái vùng kháng cự dày. Vùng kháng cự dài của đất xanh, những điểm mua của đất xanh thì bây giờ hiện tại là chúng ta không còn nữa. LGL thì phiên thứ 6 bị đánh rất là mạnh. Phiên thứ 6 bị chốt một cái lực chốt khá là mạnh, thì chúng ta cũng sẽ chờ những cái tín hiệu kỹ thuật của LGL sang phiên ngày thứ 2. Thì cái điểm hỗ trợ ngắn của LGL là vùng 10.5 và điểm thấp hơn sẽ là vùng 10, thì hai cái điểm này là sẽ là hai cái điểm mà quyết định cái xu hướng tiếp theo của cổ phiếu LDG. LGL nó hơi ngọng một tí. Và một cái điểm mà Hùng cũng nhấn mạnh ở đây đó là vùng giá 11 sẽ là một cái vùng mà sẽ quyết định một cái xu thế dài của cổ phiếu này. Đó, thì cổ phiếu này có bươn qua được vùng 11 hay không để xác nhận một cái đường đi mới hay không, thì chúng ta sẽ cần chờ. Nhưng trong một cái xu thế tổng thể hơn thì Hùng đánh giá rằng cái vùng 9.5 đến vùng 10 đó là một cái vùng hỗ trợ khá là tốt của LGL, thì chúng ta sẽ quan sát thêm ở vùng này. L14 thì Hùng cũng đã có đề cập ở đây, đấy là cái vùng 48.5 đến vùng 50, thì đây là một cái nền mà khả năng là cổ phiếu sẽ rơi rụng về đây và sẽ có những cái phiên tích lũy và gọi là hấp thụ hết toàn bộ những cái dòng tiền. Thì những tín hiệu kỹ thuật hiện tại của L14 nó rất là tốt. Và nếu như phiên thứ hai mà L14 mà đánh vượt vùng giá 60, thì như vậy là những cái yếu tố tạo lập của cổ phiếu L14 tiếp tục quay lại, và những cái nhịp hồi này thì khả năng là sẽ không hồi được về đỉnh đâu. Các anh chị lưu ý là như vậy. Chúng ta chỉ kỳ vọng non một tí thôi, ăn ở vùng khoảng vùng căng thì đẹp được vùng 75, nhưng mà không, theo Hùng thì khoảng vùng 72.5 là kịch kim đó. Thì những anh chị nào mà đang
Còn mã cổ phiếu L14 thì chúng ta cũng có thể canh ở những cái vùng đó để chúng ta xem xét. Còn những anh chị nào mà đã có những cái điểm mua ở trong tuần vừa rồi, đã có những cái điểm mua ở quanh quanh ở vùng giá 57, quanh vùng giá 55, quanh vùng giá 55 thì chúng ta cũng tiếp tục chúng ta nắm giữ để chúng ta chờ chốt những cái điểm cao hơn. Còn phiên ngày thứ hai, nếu như L14 đánh vượt break vùng giá 60 thì như thế là xu thế xác nhận lực hồi của LDG khá là tốt, khá là ok. VGC thì Hùng đã phân tích rồi. Có hai mã cổ phiếu khoáng sản, chúng ta sẽ xem KSB. Bởi vì KSB cũng là một mã cổ phiếu mà cũng nhiều nhà đầu tư quan tâm. Hiện tại thì KSB đang có một cái trạng thái lình xình đi ngang ở quanh vùng giá 22 và cái điểm hỗ trợ thấp thì khả năng là quanh vùng 21.5. Dòng tiền hiện tại thì chưa có tín hiệu, dòng tiền thì cũng chưa được thực sự là tốt lên, vì vậy chính vì vậy nên là cổ phiếu KSB sẽ tiếp tục có những cái điểm lình xình ở quanh đây, tức là quanh vùng giá 22. BMC. Đối với BMC thì trong cái kịch bản gần thì cũng có đề cập đến việc là cổ phiếu này khả năng sẽ chỉnh về đâu đó khoảng quanh vùng 16. Quanh vùng 16 thì hiện tại là cổ phiếu này vẫn đang có tín hiệu rơi, bởi vì là xu thế rơi thì chưa được cầm. Và chúng ta xem ở trên biểu đồ đến tuần thì cái cách đi của cổ phiếu là như vậy. Cách đi của cổ phiếu là tăng rất mạnh và sau đấy rũ đi, và sau đó thì tích lũy lại và sau đó thì lại tăng lên. Đó thì những cái mã cổ phiếu như thế này thì thường thường là chúng ta sẽ đánh ở những cái điểm dài hơn, và có thể là cổ phiếu sẽ rơi về khoảng vùng hỗ trợ đây này, các anh chị nhìn ở một cái vùng đây này đó, tức là khoảng quanh vùng 15.5 đến khoảng vùng 16. Sẽ quan sát thêm ở những cái vùng này để chúng ta có được những cái kịch bản tiếp theo. Ở ngân hàng và chứng khoán thì mã cổ phiếu BID Hùng đã phân tích rồi, mã cổ phiếu MBB thì cũng đã khuyến nghị các anh chị đầu tư. Đây là một cái mã cổ phiếu rất là đẹp. Và mã cổ phiếu Techcombank cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Ba mã cổ phiếu ngân hàng đẹp nhất mà trong thời điểm hiện tại thì Hùng đã khuyến nghị cho các anh chị rồi. HCM thì cũng đã phân tích, để Hùng sẽ xem lại mã cổ phiếu HCM một tí, bởi vì HCM cũng là một cái mã cổ phiếu mà đó, kịch bản của HCM thì cũng đã phân tích rồi, tức là về đến vùng này và chỉnh đâu đó khoảng về vùng 22.5 là đẹp nhất để có được những cái kịch bản, có được những cái target cao hơn ở quanh vùng 26 thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát ở phiên thứ 2 và phiên thứ 3 tuần tới. Dầu khí thì có mã cổ phiếu BSR. BSR sẽ là một cái mã cổ phiếu mà hôm nay Hùng sẽ chính thức khuyến nghị dành cho các anh chị của chúng ta. BSR thì gọi là không còn đáy của đáy, tức là mã cổ phiếu này thì đang không biết đâu là đáy, và hiện tại thì Hùng đang nhìn thấy là ở đây là BSR có một cái vùng 9 này, vùng 9, và sau đó từ vùng 9 này thì BSR đã đánh lên thì các anh chị có thể quan sát giúp Hùng ở khả năng là như thế này thì cổ phiếu sẽ rũ hết sạch đấy, không còn gì để mất đâu. Tức là 9.3 thì theo kịch bản mà Hùng Lê phân tích ở đây thì kịch bản cao là BSR sẽ chạm vùng 9.3 ở trong tuần tới, và từ vùng 9.3 này thì chúng ta mở mua 1/3, 1/3 số chúng ta định mua. Các anh chị lưu ý, chúng ta mở mua 1/3 số chúng ta định mua. Hùng ghi vào đây. Mua 1/3. Mua 1/3 số chúng ta định mua, và ví dụ chúng ta mua được 10.000 mã cổ phiếu BSR thì chúng ta chỉ mua 3.000 thôi ở quanh vùng 9.3, chờ cổ phiếu về đến tài khoản và chờ những cái tín hiệu xác nhận tiếp theo thì chúng ta có thể gia tăng tỷ trọng ở đằng sau đó. Chúng ta không vội vàng gì cả, đánh mã cổ phiếu chúng ta cứ bình tĩnh, ung dung, từ từ thôi. Thép Hòa Phát chúng ta đã phân tích rồi. Hàng không thì có VDC cũng đã phân tích. Chúng ta xem mã cổ phiếu NCT và HVN. NCT thì khả năng là cũng chưa có những cái gì, vẫn là một cái vùng lình xình đi ngang ở quanh đây, là quanh vùng 73.5. HVN nó, các anh chị có thể nhìn thấy là những tín hiệu kỹ thuật hiện tại của HVN là đang khá là yếu. Khi Hùng có phân tích ở đây có những cái nhịp hồi lên thì sau đó những cái nhịp hồi lên này thì Hùng cũng có lưu tâm đến các anh chị là
cái vùng ở đây khoảng vùng 35 thì hồi lên mà không 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 đâm thủng được là cái xu thế. Đây cái mũi tên hùng đã vẽ sẵn ở đây rồi. À, đâu đó thì hồi lên được ở đầu mũi tên, mà sau đó thì nếu mà không không hồi phục lên được thì khả năng là cổ phiếu sẽ cắm tiếp. À, thì hiện tại là cắm cái tín hiệu cắm đầu tiếp theo thì chưa 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 xác nhận, chưa xác nhận. Nhưng mà ví dụ như phiên ngày thứ hai mà cổ phiếu HVN bị gãy mạnh với vốn xác nhận khoảng 2 đến 3 triệu cổ phiếu, tức là gãy qua cái nền đâu đây này 32.5. Nếu như cổ phiếu bị gãy ở nền 32.5 thì như vậy là HVN sẽ có một cái phiên cũng không biết đâu là đáy, nhưng mà ít nhất là sẽ chạm về vùng 30. Đó, từ cái vùng hồi này thì khả năng sẽ chạm vùng 30, và từ vùng 30 này thì cổ phiếu sẽ cần thời gian để tích lũy lại. Họ nhà Viettel chúng ta sẽ phân tích 3 mã cổ phiếu cơ bản, đó là VGI. Trạng thái hiện tại của VGI đang khá là ok. Khi mà VGI đã có những phiên đánh về vùng 28, chạm vùng 28 và sau đó thì hút lên, và sau đó thì VGI có một tuần đi ngang ở quanh vùng 31.6. Một phần là để hấp thụ lại những cái lượng hàng ở đây. Sẽ cần thời gian để hấp thụ lại cái lượng hàng ở đây, và cái điều thứ hai nữa là VGI không bị thủng, không bị gãy ở khoảng cái nền 30. Như vậy sẽ rất là tốt. Và để xác định một cái xu thế tiếp theo của VGI thì hiện tại là Hùng chưa có nhìn thấy tín hiệu kỹ thuật, và khả năng thì VGI vẫn tiếp tục ở một cái trạng thái đi ngang ở quanh đây, quanh nền 31. Sẽ có một trạng thái đi ngang đây và sẽ có những phiên xác nhận tín hiệu. Tức là xác nhận tín hiệu thì các anh chị lưu ý có hai cách. Một là xác nhận tín hiệu đi lên, tức là ví dụ có một cây nến xanh mạnh như này hút lên thì đấy là tín hiệu đi lên. Nhưng ngược lại là từ cái nền này mà lại có những cây nến gọi là đỏ đậm đi xuống như này thì xu thế nó lại bị xấu đi. Thì chúng ta căn cứ vào những cái tình hình thực tế để chúng ta có được những cái định lượng nó tốt hơn. Còn hiện tại thì là cơ bản là đi ngang, cơ bản là đi ngang. CTR. CTR thì đây, một cái kịch bản này là các anh chị phải hết sức lưu tâm cho Hùng Lê. Trong cái cách mà phân tích Hùng có nhận định ở đây thì CTR khả năng sẽ rơi về đâu đó khoảng quanh vùng 30. Quanh vùng 30, và thường một cái cách đánh của cổ phiếu đấy là những anh chị nào mà chúng ta bị không đánh mà gọi là không mua kịp ấy, và hay bị đu theo thì hay bị chết theo kiểu này đó. Tức là những nhịp hồi này hồi lên đâu đó được khoảng vùng 45, 46 gì đó, và sau đó thì sẽ có những phiên lình xình như này, và cái kịch bản cao là nó sẽ có những phiên đánh thụt xuống như vậy. Thì như thế là chúng ta đu theo những cái phiên ở trên này thì chúng ta sẽ, một là chúng ta sẽ bị chậm T cộng là chắc chắn rồi, và cái thứ hai là chúng ta bị bất lợi về giá đó. Những cái nhịp hồi thì chúng ta phải bắt ngay những cái phiên hồi đầu tiên đó, những cái phiên hồi đầu tiên đây T0, T1, T2, T3, tức là ít nhất là T3 là về đến tài khoản là chúng ta không bị lỗ. Chứ còn nếu mà sau những cái nhịp hồi này rồi mà chúng ta bắt thì như vậy nó sẽ khá là nguy hiểm. Thì kịch bản mà Hùng phân tích ở đây thì Hùng vẫn kỳ vọng là cổ phiếu này phải về vùng 30, về đến đó tích lũy ổn định trở lại rồi sau đó thì chạy thì nó hợp lý hơn. VTK thì cơ bản là không có nhiều động lực, vùng 32 và thậm chí có thể đây là vùng bao nhiêu đấy, vùng 28. Hiện tại không có nhiều động lực bởi vì không có dòng tiền, một trạng thái lình xình đi ngang hoặc là thiên về xu thế giảm giá nhiều hơn. Họ nhà Kido thì chúng ta sẽ đi phân tích KDC. Thì đối với KDC thì Hùng cũng có đề cập đến việc chạm vùng 19.5, đấy là cái vùng mà khả năng là cổ phiếu sẽ lấp gáp và từ đây thì sẽ có những nhịp hồi. Và nhịp hồi thì đâu đó chạm được đây là Hùng cũng đã có đề cập rồi, nhịp hồi đầu tiên sẽ đã chạm về vùng 22. Thì đây là chạm về được đâu, gần 22 thì lại rũ với 3 phiên rũ thế này thì xu thế tiếp theo chúng ta sẽ phân tích lại. Như vậy là đẹp nhất thì sẽ dừng lại ở nền khoảng 20.5.
20.5 là đẹp nhất là như vậy, đẹp nhất là như vậy, nhưng mà chúng ta cũng đang phải chờ tín hiệu dòng tiền quay trở lại. À, đẹp nhất là vùng 20.5 này không bị gãy này, xong đó thì lịch trình tích lũy 1-2 phiên nữa thì cái kịch bản tăng giá tiếp theo sẽ được xác lập. Nhưng ngược lại, nếu vùng 20.5 này mà bị gãy xuống, tức là lại rơi lại về nền, tức là rơi lại về vùng 19.5, thì như thế là cái lực hồi này nó bị thất bại, đối với mã cổ phiếu KDC. KDF thì một cái mã cổ phiếu này cũng cùng họ với Kido. Nhưng mà mã này thì chúng ta phải xem ở trên biểu đồ đến tuần, chứ còn đến ngày thì nó cũng khá là khó chịu. Mã cổ phiếu thanh khoản khá là thấp thì các anh chị nào mà chúng ta tham gia thì chúng ta cũng chỉ tham gia độ 1-2 nghìn, chứ còn lại nếu mà chúng ta tham gia nhiều thì chúng ta cũng không nên tham gia. Vùng hỗ trợ ngắn ở vùng 30, từ vùng 30 này thì khả năng lại hồi lại về ở cái vùng đỉnh cũ ở đây, tạo được ở đây khoảng quanh vùng 36 đến vùng 37. Ở những cái điểm mua thì hiện tại thì Hùng cũng không có khuyến nghị đối với mã cổ phiếu KDF. Chúng ta xem dệt may TNG xem nào, TNG có gì tốt hơn không? TNG thì về cơ bản là cũng không có gì tốt hơn, quanh vùng 17, quanh vùng 18, lình trình quanh vùng 18. Mã cổ phiếu Dược Hà Tây thì Hùng đã phân tích rồi. Dược Hà Tây là một trong những mã cổ phiếu đẹp, mã cổ phiếu tốt mà Hùng đã có khuyến nghị các anh chị của chúng ta tham gia. Đây là một mã cổ phiếu hiện tại Hùng đánh giá đang khá là tốt, rất là ok. Chúng ta cùng điểm qua các cái mã cổ phiếu của ngành khu công nghiệp xem là thử thế nào. Hiện tại thì D2D chưa có những cái tín hiệu tốt, hiện tại vẫn là một trạng thái lình trình ngang ở quanh vùng 70. Các cái điểm mua thì chúng ta cũng tạm thời chúng ta chưa khuyến nghị. NTC, khu công nghiệp Nam Tân Uyên thì về cơ bản là cũng như vậy. Nam Tân Uyên sau một nhịp rơi mạnh thì những cái điểm hỗ trợ của Nam Tân Uyên thì hiện tại là đây là vùng giá 150, thì hiện tại là cổ phiếu này đang ở vùng giá 160 và tín hiệu dòng tiền yếu thì cơ bản là vẫn là đi ngang, và những cái nhịp hồi này thì khả năng là sẽ hồi được tối đa maximum là khoảng về vùng 180. Cổ phiếu IDV thì là cái mã cổ phiếu nó mang tính chất là thanh khoản nó khá là thấp, và mã cổ phiếu này thì chúng ta đầu tư để chúng ta ăn cổ tức thôi, chứ còn lại thì lướt lát thì cũng có khi cũng có được, cũng khả năng là cũng ổn. Thì đây hiện tại là vùng 35.5 là cái vùng hỗ trợ của mã cổ phiếu IDV. Thì khi chạm về vùng vùng 36.5 thì khả năng cổ phiếu này sẽ có những phiên lình xình tích lũy đi ngang tại đây và lại có những phiên vượt thoát đi lên. Thì mã cổ phiếu IDV là một trong những mã cổ phiếu về ngành bất bất động sản, về ngành khu công nghiệp, và nó cũng là một mã cổ phiếu cơ bản tốt. Cái cổ tức hàng năm của IDV có thể trả từ 45 đến 50% bằng tiền mặt, nói chung là bằng tiền tươi thóc thật, chứ không trả bằng giấy. Hùng sợ nhất là cổ tức chia bằng giấy thì rất là đáng sợ. SZL và BCM, chúng ta sẽ điểm qua lại SZL. SZL thì về cơ bản là ở đây thì Hùng đã có đề cập rồi. Vùng giá 45 là cái điểm hỗ trợ thì bật cuối cùng của cổ phiếu, và cái nền tích lũy ở đây là vùng 45 đến vùng 48. Thì về cơ bản là sau những cái phiên đánh rũ mạnh như thế này thì cổ phiếu cần thời gian rồi, nó không thể một sớm một chiều được, và khả năng là nó có thể đi ngang ở quanh vùng này, không phải là một tuần mà nó có thể là vài tuần và thậm chí cả tháng, và thậm chí là vài tháng. Thì cái cách đi của mã cổ phiếu thì thường là như vậy, để nó hấp thụ hết cái lượng đánh ở đây, bởi vì cái lượng đánh ở đây là một cái lượng đánh khá là dốc. Chính vì vậy nên là chúng ta cần thời gian, và cái vùng 45 ở đây nó rất là quan trọng đối với mã cổ phiếu SZL. Nếu như SZL bị gãy vùng 45 thì đấy là một cái tín hiệu rất là nguy hiểm với mã cổ phiếu này. Nhưng về cơ bản, nếu chúng ta nhìn một cái xu thế tổng thể của SZL thì vùng tức là SZL đã có một cái nhịp tăng đâu đó khoảng từ vùng 10 và đến hiện tại là bây giờ là đang đóng cửa ở một cái vùng giá 40 48. Như vậy là đây là cũng là một cái mã cổ phiếu tốt, đúng không ạ? Tức là qua hàng năm thì cái xu thế chủ đạo của cổ phiếu là
chỉnh và tích lũy lại, và sau đó thì có những cái nhịp đánh rất là mạnh. Và đây cũng là một cái mã cổ phiếu mà trả cổ tức rất là cao, trả cổ tức rất là cao. Thì và cũng trả cổ tức bằng tiền, thì chúng ta lưu ý giúp Hùng Lê ở những cái điểm điểm kỹ thuật như thế này. Và chúng ta cũng có thể là nắm mã những cái mã cổ phiếu này, thì chúng ta sẽ có những cái điểm kỹ thuật và chúng ta có thể mua để chúng ta nắm giữ lâu dài được. BCM. BCM thì hiện tại là dòng tiền nó đang hơi kém, mà dòng tiền đang hơi kém thì cũng một điều dễ hiểu thôi. Sau những cái nhịp đánh mạnh thì cổ phiếu cần rơi lại và rơi lại cái vùng 30 và tích lũy lại. Tích lũy lại thì đối với mã cổ phiếu BCM thì Hùng đang kỳ vọng ở một cái nền 30, và nếu mà thậm chí là nếu mà cái nền 30 bị gãy thì có thể rơi về vùng giá 27. Đấy là hai cái điểm hỗ trợ ngắn hạn của mã cổ phiếu BCM. Thì BCM cơ bản là cũng mới lên sàn, cũng mới lên. Nếu mà tính tín hiệu kỹ thuật cái giai đoạn ở trước này thì gần như là cổ phiếu không có giao dịch. Nhưng nếu mà chúng ta xét ở một trong một kênh xu thế tổng thể thì từ lúc lên sàn thì giá của cổ phiếu cũng gần như là một cái kênh xu thế tăng, thì đây cũng là một cái mã cổ phiếu tốt mà Hùng đánh giá là khá là ok. Vì vậy nên Hùng liên tục phân tích cho các anh chị. Thì vùng giá 30 sẽ là một cái vùng đệm để quyết định cái xu thế tiếp theo, và chúng ta sẽ cần những cái dòng tiền hút lại từ vùng giá 30. Và dòng tiền hút lại dòng cổ phiếu khu công nghiệp thì đối với mã cổ phiếu BCM cũng là một mã cổ phiếu tốt mà Hùng lưu tâm các anh chị, chúng ta nốt vào. Một số các mã cổ phiếu trụ BVH Hùng đã phân tích rồi, MVKG, PNG và Mansan thì cả bốn cái trụ này Hùng đã phân tích rồi. Công nghệ thì có FPT đã phân tích rồi, và cũng nhắc lại với các anh chị là FPT cũng là một cái mã cổ phiếu rất là tốt. Phiên thứ hai tuần tới chúng ta trong tuần tới thì chúng ta sẽ chờ đợi FPT ở vùng giá 60. Vượt thoát được vùng giá 60 thì như vậy là FPT sẽ chạy rất là nhẹ nhàng đối với cổ phiếu FPT. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu CMG. CMG cũng là một mã cổ phiếu rất là tốt, và cái cách đánh của mã cổ phiếu CMG này thì nó cũng dễ, tức là thường thường là hay đánh chạm kênh và sau đó thì hút lên. Thì về cơ bản là nếu mà đánh dài ra một tí thì chạm kênh ở đây thì cũng quanh vùng giá 37, thậm chí là có thể là vùng 36.5. Vùng 36.5 hoặc là vùng 36 thì đây cổ phiếu sẽ kiểu là đánh từ chạm kênh trên xong đánh chạm kênh dưới. Đánh chạm kênh dưới và sau đó thì sẽ có những cái điểm lình trình ở đây, và chúng ta sẽ quan sát những cái điểm lình trình này. Liệu là cổ phiếu này có hút được dòng tiền hay không thì chúng ta sẽ quan sát ở những cái điểm này. Còn hiện tại những cái điểm mua thì Hùng cũng chưa khuyến nghị tại thời điểm này. DigiWorld DGW thì Hùng đã khuyến nghị khá là lâu rồi, nếu mà Hùng nhớ không nhầm thì nó rất là lâu ở trên room. DGW cũng khá là xa, cách đây một tháng cơ. Thì đối với mã cổ phiếu DGW này thì nó đánh là nó hơi zig zag, anh chị lưu ý là nó đánh hơi zig zag, nó giống như mã cổ phiếu KBC. Tức là nó đánh xong nó đánh rũ lại lên lại xuống, tức là nhìn nó rất là khó chịu. Nhưng mà chúng ta mở trên biểu đồ nến tuần đó, thì chúng ta sẽ thấy được là cách đi của cổ phiếu này nó cũng có những ý đồ tạo lập rất là tốt. Và ý đồ tạo lập tốt nhất phải kể đến là từ ngày mùng 5 tháng 7 thì những cái yếu tố tạo lập của cổ phiếu này thì đã khá là tốt lên. Thì hiện tại là phiên kết tuần thì cũng là một cái phiên có thể là quỹ cơ cấu thì nó có những yếu tố ảnh hưởng nhất định. Và trong cái nhịp ngắn hạn thì Hùng có phân tích đến việc là cổ phiếu này sẽ chạm khoảng vùng 24.5 đến vùng 24.6, tức là chạm về vùng đỉnh cũ đây. Và sau khi chạm về đây thì cổ phiếu nó sẽ có những cái phiên lình xình lại. Và nếu mà lình xình đẹp, tức là nó có hai kiểu lình xình xấu và lình xình đẹp, thì lình xình đẹp đối với mã cổ phiếu DigiWorld là phải lình xình ở đâu đó quanh vùng 24.3 đến khoảng vùng 24.4
24.6. Đó, lịch trình đẹp ở quanh đây, và sau đó thì sẽ có những cái phiên hút tiền, hút dòng tiền, tức là lịch trình đẹp khoảng tầm 1 đến 3 phiên ở quanh cái vùng này, và sau đó sẽ có những phiên hút tiền để đánh tiếp lên. Thì cái kịch bản, trong cái kịch bản ngắn của DG World thì Hùng có đánh giá rằng là DG World có thể chạm về đây, hình như là đã vẽ ở target ở đây rồi, nhưng mà nó hơi bé. Như vậy là vùng 27. Thì đối với mã cổ phiếu DG World là một mã cổ phiếu cũng khá là tốt, Hùng đánh giá là khá là tốt, và cái điểm mà Hùng khuyến nghị mua ở quanh vùng 23 đến vùng 23.5, cách đây khoảng cũng khá là xa rồi. Thì nếu mà những anh chị nào lướt lát được thì cũng đã lướt lát được mấy vòng rồi, thì còn nếu mà những anh chị nào không lướt lát thì đây là những cái điểm mua rất là đẹp đối với mã cổ phiếu này, thì Hùng đã lưu tâm, và những cái điểm mua sau thì nó bị bất lợi về giá thôi, các anh chị phải chấp nhận cái việc đó. CMX. Đối với CMX thì ngày hôm nay là đã chạm các anh chị nhé, đã chạm đúng vùng 27 phân tích, và từ vùng 27 này thì hiện tại đang có một cây nến chuồn chuồn, và cái cây chuồn chuồn này thì nó sẽ cần thêm những cái tín hiệu xác nhận ở đây, thì khả năng là khi cổ phiếu chạm kênh thì nó sẽ có những cái tín hiệu lình trình thôi, lình trình quanh đây, và lình trình xong thì cổ phiếu nó sẽ có những cái tín hiệu để mà giúp cho chúng ta có những cái tín hiệu xác nhận. Thì đây là một cái cây doji rất là đẹp này, cây chuồn chuồn này đẹp này, cây nến này rút lên, và chúng ta sẽ cần chờ những cái phiên tiếp theo để xem là cái phản ứng của cổ phiếu này ở quanh vùng 27 đến vùng 28 như thế nào. Còn ngược lại, nếu như cổ phiếu này đánh gãy vùng 27 thì như thế là một cái xu thế xấu, và như thế thì chúng ta sẽ không tham gia nữa. Nếu mà gãy vùng 27 thì chúng ta không tham gia. Cao su thì chúng ta sẽ phân tích đầu tiên mã cổ phiếu DRC. DRC là một mã cổ phiếu rất đẹp, phải nói là như vậy, và Hùng cũng liên tục đề cập đến cho các anh chị ở trên Zoom, và thậm chí là trong những cái bản tin phân tích tuần trước thì Hùng cũng có đề cập rồi. Trong cái cách đây 4 ngày thì Hùng còn đã có tiếp tục đề cập đến việc là DRC bứt kênh, và cả các tín hiệu đều đạt để mua, và cái điểm mua được khuyến nghị cách đây 9 ngày. Lúc đó thì Hùng có đề cập đến cao su có hai mã SRC và DRC. DRC quanh vùng 21.5 cộng trừ. Thì đối với mã cổ phiếu DRC thì cái cách đi của mã cổ phiếu này nó cũng khá là dễ chịu trong một cái nhịp phân tích khuyến nghị đầu tiên mà Hùng Lê đã có phân tích, và một số các anh chị trong team của Hùng Lê cũng đã mua từ khoảng nền 20, và Hùng phân tích về target vùng 23. Sau khi mà phân tích được đến target vùng 23 xong rồi thì Hùng đã có đề cập những cái nhịp test chỉnh có thể chỉnh về quanh vùng giá 21.5, và từ vùng 21.5 này thì chúng ta tiếp tục phân tích một cái target nó cao hơn của mã cổ phiếu DRC, đấy là khoảng quanh vùng giá 25. Đây quanh vùng giá 25, cái chỗ vòng tròn này đây, Hùng sẽ kéo lại đây. Quanh vùng giá 25 và đang có những tín hiệu bứt kênh khá là đẹp, và hiện tại thì đã vùng 24.1 rồi, tức là chỉ cách vùng target phân tích cũng lên đâu đó khoảng tầm 1.900 đồng nữa thôi. Thì những cái về cơ bản là khi cổ phiếu về đến những cái vùng target phân tích thì chúng ta sẽ không còn những cái điểm mua đẹp nữa, và khi về đến vùng 25 thì khả năng cổ phiếu sẽ có những cái điểm test chỉnh, và test chỉnh như thế nào thì Hùng sẽ tiếp tục quan sát những cái kịch bản tiếp theo, giống như đây cái nhịp này. Thì DRC đây là cái nhịp thứ hai mà Hùng tiếp tục phân tích và khuyến nghị dành cho các anh chị. SRC, chúng ta sẽ xem SRC, cao su sao vàng. Thì về cơ bản là hai mã này thì mỗi DRC chạy tốt, còn SRC hiện tại thì đang bị mất vốn. Vẫn đang lình xình, và cái vùng hỗ trợ của SRC thì vẫn quanh vùng giá 22, sẽ chờ những phiên bung cầu quay trở lại đây, thì như vậy là chúng ta sẽ chờ những cái target cao hơn, đấy là quanh vùng 26.5 đến vùng 27. Tuy nhiên là lượng cầu tại đây phải
phải được kích hoạt quay trở lại đối với mã cổ phiếu này. GVR. GVR thì sau khi chạm về đây thì hiện tại là dòng tiền đang bị mất, thì cổ phiếu sẽ cần thêm thời gian, sẽ cần thêm thời gian để tích lũy ở quanh nền 13.5. khả năng là cái lực hồi ở hiện tại đây thì nó cũng chưa thực sự đủ mạnh để hồi lại, và sẽ cần chờ những phiên có dòng tiền để xác nhận cái lực hồi trở lại. Cổ phiếu mía đường, chúng ta có mã cổ phiếu SBT. SBT thì Hùng cũng đã có những phân tích đánh giá và cũng đã có những khuyến nghị đầu tư dành cho các anh chị em. SBT có những cái khuyến nghị xa nhất là 8 ngày. 8 ngày quanh vùng giá 17 cộng trừ. Thì SBT hiện tại là Hùng có phân tích đến một cái target của SBT, đấy là có thể chạm đến vùng 19. Ngày hôm nay thì có thể là quỹ cơ cấu nên là SBT có một phiên vol nó khá là mạnh. Và vùng 18 là một trong những cái vùng cũng kháng cự khá là dày của cổ phiếu này. Thì để hoàn thành cái target của vùng 19 thì Hùng đang có một cái kịch bản xoay cho cổ phiếu này như thế này, tức là hiện tại thì tín hiệu dòng tiền, anh chị có thể nhìn thấy dòng tiền thì đang bị yếu đi một tí, và từ vùng 10 bây giờ là vùng 18 thì sẽ chỉnh lại đâu đó đẹp nhất là quanh vùng 17.5. Từ vùng 7.5 này tích lũy 1 đến 3 phiên và sau đó thì sẽ đánh lên vùng 19, thì như thế này là một cái kịch bản đẹp nhất dành cho cổ phiếu SBT. Nhưng ngược lại là nếu mà phiên thứ hai tuần tới mà có những phiên mà cổ phiếu này có những cái điểm đánh mà bị gãy thì như thế thì tạm thời những tài khoản nào chúng ta đang có mã SBT mua được ở những vùng giá thấp thì chúng ta tạm thời chúng ta chốt để chúng ta bảo toàn cái vị thế cũng như bảo toàn cái vị thế của tài khoản của chúng ta. Hình như là SBT mới chia. Không biết có phải mới chia không nhỉ? Không, khả năng là không phải, đúng không? Quanh vùng 17 cộng trừ, ok, không phải mới chia. Một số các cái mã đầu cơ thì chúng ta phân tích mã cổ phiếu BCG. Hiện tại Hùng đang nhìn thấy khá là tốt. BCG thì hiện tại là đang có những phiên đánh vượt. Đánh vượt vùng 8 là một trong những cái vùng mà một cái vùng gọi là một cái vùng dài của mã cổ phiếu này. Hiện tại dòng tiền cũng đang khá là tốt, và vùng 8 sẽ là một cái vùng mà gần như là khi qua vùng 8 rồi thì cổ phiếu này khả năng là sẽ đi rất là mượt mà. Khi mà Hùng quan sát ở trên biểu đồ đến tuần. Như vậy là sau những tuần tăng mạnh và có một tuần test trả tại đây, và sau đó thì cổ phiếu này tiếp tục những cái lực tạo lập tiếp tục đánh cổ phiếu này lên. Tuy nhiên là những cái vị thế mà chúng ta mở mua mới thì chúng ta sẽ cần quan tâm thêm. Chúng ta tuyệt đối chúng ta không mở đuổi mua theo trong những phiên ngày thứ hai thứ ba tuần tới, thì đẹp thì sẽ có những phiên lấp gáp lại về vùng 8.5. Đó, sẽ có những phiên lấp gáp lại về vùng 8.5, và tại đây thì chúng ta sẽ có thể quan sát mua vị thế. Tuy nhiên là với các anh chị lưu tâm giúp Hùng Lê là đầu cơ, với những mã cổ phiếu đầu cơ thì chúng ta phải đánh hết sức là thận trọng và mang ở một cái góc độ gọi là một cái tỷ trọng vừa phải. Đó, ví dụ như mã TGG chẳng hạn. Đó, thì liên tục là sau có những tín hiệu đánh lên thì sau đó thì TGG lại có những cái tín hiệu đánh lại về vùng nền, ví dụ như vậy, thì chúng ta sẽ nếu mà chúng ta mua ở những phiên giá xanh lên chẳng hạn thì nó sẽ rất là khó chịu. Đó, cái cách đánh của mã những mã cổ phiếu đầu cơ là như vậy. Rồi TLD ví dụ như vậy,
TLD thì sau những phiên hút lên mạnh, phiên ngày hôm nay là có một phiên đánh kịch trần và sau đó thì rũ 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 bằng sạch luôn. Và đánh cắm thẳng đầu xuống, đánh cắm thẳng đầu xuống và như vậy là không biết đâu là đáy đối với mã cổ phiếu này nữa. Đó, đầu cơ nó là như vậy. Tức là đánh lên rất nhanh và cũng có những phiên đánh xuống rất là nhanh. TCH thì nó cũng không hẳn là đầu cơ lắm, nhưng mà cái cách đánh của mã cổ phiếu TCH thì cũng không khác gì là đầu cơ. Bởi vì khi mà cổ phiếu này đánh lên, các anh chị có thể nhìn thấy những nhịp đánh lên rất là tốt, nhưng mà trước khi đánh lên các anh chị nhìn thấy đây là coi như là nhà đầu tư lên bờ xuống ruộng. Ví dụ như vậy đây, những cái khoảng lên bờ xuống ruộng của anh này, và đây cũng là một khoảng gọi là lên bờ xuống ruộng trước khi mà đánh rũ sạch luôn. Hiện tại thì TCH thì Hùng cũng đã có khuyến nghị ở trên Zoom, đó là quanh cái nền mà Hùng khuyến nghị mở mua, đó là nền 22.5. Quanh nền 22.5 tuyệt đối chúng ta không đu theo những phiên giá xanh. Sau những phiên rũ sạch như này thì TCH đang đánh lại về vùng 24. Về cơ bản thì Hùng đánh giá rằng là TCH khả năng nhịp này sẽ đánh lên, chắc chắn sẽ đánh lên khoảng 1 đến 2 tuần, sẽ có 1-2 cây nến tuần đánh lên, và như vậy là đánh ít nhất là sẽ đánh chạm lại về vùng 26 và thậm chí là có thể đánh 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 bung qua vùng 26. Tuy nhiên là để có đánh bung qua vùng 26 hay không thì chúng ta sẽ cần chờ những cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta phân tích. Nhưng trước mắt thì sẽ là vùng 26 đã. Đó. Còn khi về đến vùng 26 xong thì chúng ta sẽ có tiếp những cái câu chuyện để chúng ta phân tích. HSL là mã gì này? Hỏng. HSL thì gọi là sau một cái nền đi ngang và sau đó thì rơi 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 gãy xuống cái nền cũ đấy. Tức là sau một cái bình nguyên thì các anh chị cũng hết sức là lưu tâm, nó có thể là sẽ là một cái bầu trời mới hoặc là nó có thể là một cái vực sâu hơn. HTM thì trong một cái kịch bản phân tích của Hùng ở đây thì hồi lên mắc mắc là sẽ hồi được khoảng vùng 19 và sau đó thì sẽ tiếp tục đáp trả lại quanh về vùng 12. Thì về cơ bản là hiện tại là cổ phiếu này không hồi được về vùng 19 và xu thế hiện tại như vậy là lại đang lình xình quanh vùng 16, và những tài khoản nào mà chúng ta đang nắm giữ mã cổ phiếu này chúng ta lưu tâm đến vùng 16. Tại vùng 16 này cổ phiếu có những phiên gãy mạnh và có những tín hiệu xác nhận mạnh rơi xuống thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta sẽ phải cần phải bán cái mã cổ phiếu này đi ra. Và một số cái mã cổ phiếu khác nữa thì Hùng không phân tích nữa, bởi vì cái bản tin của chúng ta ngày hôm nay cũng đã khá là dài rồi. Bây giờ Hùng chỉ còn phân tích lại mã cổ phiếu GEX và Bình Minh và Z thì Hùng đã phân tích rồi. PC1 và GEX thì Hùng sẽ điểm qua mã cổ phiếu PC1 một tí để chúng ta xem là trong tuần vừa rồi PC1 đã có những phản ứng như nào. Thì đối với kịch bản của PC1 đúng không ạ? Trong những cái target phân tích về vùng 21 thì đã ok rồi. Và từ vùng 21 này thì Hùng đang có những cái nhịp phân tích là khả năng là cổ phiếu sẽ đánh chạm vùng 19.5. Tuy nhiên là như thế này là rất là khỏe, cổ phiếu khá là khỏe, những cái phiên test tích lũy ở đây và vẫn giữ được ở quanh vùng giá 21 cộng trừ một tí, thì như thế là cổ phiếu này rất là khỏe. Và cái kịch bản cao là PC1 sẽ tiếp tục có những phiên đánh sẽ có những phiên đánh về cái vùng target cao hơn ở đây, ở quanh vùng 23 đó. Thì một cái kịch bản test chỉnh về như này và đánh đánh chạm vùng 23 thì cơ bản là cổ phiếu PC1 vẫn khá là ok. Tiếp theo là mình sẽ phân tích lại cổ phiếu GEX một tí nữa để chúng ta xem thử là GEX sẽ như thế nào. Thì đối với GEX thì cái mã các anh chị lưu ý nhé, GEX là một trong những mã cổ phiếu đánh khá là dị. Chính vì vậy những cái phiên giá xanh thì chúng ta sẽ không nên đu theo, và hiện tại thì tín hiệu dòng tiền đang khá là cạn ở đây thì Hùng cũng chưa thể tiên lượng được tiếp theo cái yếu tố tạo lập của mã cổ phiếu này, và nếu mà tạo lập mà đang muốn đánh tiếp thì sẽ
gãy về đâu đó khoảng vùng 22, ở quanh vùng 22 một tí, và từ vùng 22 này thì sẽ tiếp tục đánh lên. Đó, thì cái cách đi như vậy thì nó sẽ hợp lý hơn. Và đánh lên thì đâu đó sẽ chạm được về khoảng vùng giá 24. Chạm đến vùng 24, đến khoảng vùng 24.5. Maximum là sẽ về được khoảng vùng 24.5, còn đâu đó khoảng về vùng 24. Ok, như vậy là chúng ta đã đi phân tích toàn bộ tình hình thị trường chứng khoán trong tuần vừa qua, cũng như có một vài cái góc nhìn, một vài cái nhận định về xu thế thị trường trong tuần tới. Và Hùng Lê cũng mời tất cả những anh chị em, những cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta tiếp tục về đồng hành với team của Hùng Lê trên kênh YouTube Chứng khoán Gạch Ngang Chiến binh Trên từng con sóng, để cùng phân tích cập nhật tình hình thị trường. Tất cả những cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê chưa phân tích ở đây thì các anh chị vui lòng chúng ta sẽ comment ở dưới các cái dòng bản dưới các cái bản tin. Hàng tuần thì có dòng thời gian mà chúng ta sẽ comment lên đấy, Hùng Lê sẽ thu xếp thời gian để trả lời sớm nhất cho các anh chị cộng đồng nhà đầu tư. Ngoài ra thì Hùng Lê cũng mời các anh chị của chúng ta về đồng hành với team của Hùng Lê tại công ty chứng khoán VBS để cùng tham gia team hỗ trợ chuyên sâu để cập nhật tốt nhất tình hình thị trường cũng như tình hình về các cái mã cổ phiếu. Và bây giờ thì Hùng cũng có đề cập nhấn mạnh lại với các anh chị một lần nữa, đó là xu thế thị trường thì về cơ bản là phiên ngày thứ sáu ngày hôm nay thì chúng ta không sử dụng cái dữ liệu của phiên ngày hôm nay để chúng ta phân tích và định hướng thị trường, và chúng ta sẽ cần một cái phiên thứ hai tuần tới để chúng ta xác nhận là xu thế thị trường có tiếp tục được đi tiếp được nữa hay không. Và để đi tiếp được nữa hay không thì Hùng có đề cập đến đây rồi, tức là cái mốc 995 điểm, hoặc là nó thấp hơn dưới này một tí, tức là đẹp nhất là mốc 995 điểm hoặc là 993, tức là ít nhất là cái mốc 993 điểm sẽ được phải lấy lại ở phiên thứ hai tuần tới, thì như thế là cái xu thế tiếp theo đi xu thế thị trường tăng giá tiếp theo của chúng ta sẽ được xác lập. Và đến thời điểm hiện tại thì Hùng Lê cũng khuyến nghị các anh chị là chúng ta tạm thời dừng lại các cái vị thế mở mua mới, bởi vì chúng ta cần quan sát thêm cái xu thế thị trường để chúng ta có được những cái định hướng tốt hơn. Thân ái chào tạm biệt quý anh chị nhà đầu tư, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại trong những cái bản tin tiếp theo.